Xin chào mọi người đã đến kênh 15 phút review. Ở tập trước, vì muốn tìm một vài vật liệu cần thiết cho luyện dược, Tiêu Viễm đã dẫn người của mình đi đến một di tích thần bí. Khi đến nơi, hắn đã bắt gặp rất nhiều thượng đẳng và trung đẳng giới không đã tụ tập tại đây, đương nhiêu là không thể thiếu cổ thần điện rồi. Khi tiến vào di tích, Tiêu Viêm đã bị một tên tên là Linh Phong Hoa, không biết trời cao đất dày khiêu khích, kết quả là đã bị Tiêu Viêm đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Vì muôn đê giữ mạng sống, hắn đã nói cho Tiêu Viêm biết chỗ có lục sắc lưu ly nguyên khí, cái này có thể giúp Tiêu Viêm đột phá lên tam tinh đấu thần. Ngoài ra hắn còn bị Tiêu Viêm lấy đi một giọt tinh huyết để tống tiền, sau khi làm xong mọi việc, Tiêu Viêm cũng đã thả hắn đi. Theo lời hắn nói muốn tới nơi có lục sắc lưu ly nguyên khí, ít nhất cần ngưng luyện ra tam sắc lưu ly nguyên khí đan, sau khi uống mới có thể đi vào lục lạc sắc lưu ly nguyên khí chi địa. Đối với một luyện dược sư như Tiêu Viêm mà nói, chuyện ngưng luyện như thế này cũng rất là đơn giản rất nhanh hắn cũng đã ngưng luyện ra một lưu ly nguyên khí đan lúc này hắn mới nhìn qua đám người nói các vị dành thời gian ngưng luyện ta muốn bực này ngưng luyện sự tình đối với các vị mà nói không có gì khó tiêu viêm chậm rãi nói đám người cười khổ bọn hắn tự nhiên nếm thử qua muốn ngưng luyện rõ ràng không có tiêu viêm trong miệng nói nhẹ nhàng như vậy nhưng thời giờ này bên trong tiêu viêm tiếp tục ngưng luyện còn lại tam sắc nguyên khí nơi đan điền tam sắc lưu ly nguyên khí đan bắt đầu dần dần tinh tiến hy vọng có thể ngưng luyện ra tứ sắc lưu ly nguyên khí đan bất quá cuối cùng tam sắc lưu ly nguyên khí đan màu sắc ngược lại là nồng đậm hơn có thể tiêu viêm mong đợi tứ sắc lưu ly nguyên khí đan nhưng là từ đầu đến cuối không có xuất hiện tiêu viêm mở to mắt có chút tiếc nuối lắc đầu hắn cảm giác được đạo này tam sắc lưu ly nguyên khí đan chỉ kém một chút liền có thể đạt đến tứ sắc nhưng thủy chung vẫn là kém một chút ngay tại tiêu viêm đội ngũ đã chỉnh đốn chuẩn bị xuất phát lục sắc lưu ly nguyên khí chi điện lúc bỗng nhiên có một đạo rồn rập thanh âm xe gió giống như mũi tên sau đó liền nhìn thấy một đạo quang mang lơ lửng ở đỉnh đầu của mọi người phía trên phụ trách cảnh vệ một số người lập tức bạo lướt mà hắn muốn ngăn cản mỗi cái trên mặt đều là lộ ra vẻ vội vàng tiêu viêm nhưng là chưa từng bối rối bởi vì cường đại linh hồn chi lực tùy thời bao trùm lấy vùng này hơn nữa bạo lướt mà đến quang ảnh tự hồ cũng không có cái gì sát khí chớ đừng nói gì lực sát thương tiêu viêm vươn tay ra giữa không chung một chảo chính là chỉ thấy đem quang mang kia trực tiếp bắt lại xuống tiếp đó chậm rãi giang tay ra tới đây là một cái ngọc giản trên đó viết đấu thần hai chữ đấu thần liên minh trợ giúp lệnh tiêu viêm là thay thế tiêu phong thân phận cho nên những thứ này vật hắn nhưng không biết cũng may là một bên cơ dạ thất thanh hô nhìn mai ngọc giản này thời điểm mọi người chung quanh đều là sắc mặt biến phải hơi hơi ngưng trọng tại đấu thần trong liên minh nhìn thấy trợ giúp lệnh nhất thiết phải đi tới trợ giúp đây là tử mệnh lệnh nhận được mệnh lệnh giả nhất thiết phải đi tới bất quá dạng này ngọc giản vô cùng ngưng trọng chỉ có điện chủ cấp bậc hoặc đấu thần trong liên minh địa vị nhất định tướng lĩnh mới có thể nắm giữ dạng này trợ giúp ngọc giản hơn nữa là tại tình huống cực kỳ hung hiểm thời điểm mới có thể phát động ngọc giản phía trên ánh sáng lóe lên tiếp đó truyền ra thanh âm rồn rập nói chúng ta ta ngộ phục kích vây khốn tại phùng nguyệt đáy vực lấy trận pháp tạm thời thủ hộ thực lực đối phương cường hoành nhanh chóng trợ giúp trong đội ngũ đã thương vong gần trăm người nói xong lời cuối cùng lời nói cực kỳ tức giận tình huống đoán chừng cũng là cực kỳ khẩn trương đấu thần liên minh một đám lập tức nhíu mày sắc mặt trở nên càng là khó xử bởi vì bọn hắn biết được, phân ra đông đảo đội ngũ ở trong, tựa hồ cũng chỉ có thực lực bọn hắn yếu nhất, bất quá chỉ có hơn trăm người mà thôi, nhưng bây giờ trợ giúp Ngọc Giản vị trí trùng hợp lại là bọn hắn khoảng cách gần nhất, có thể làm cho đấu thần liên minh thua thiệt thế lực cũng không tại số nhiều, hơn nữa ngông cuồng như thế, hơn nữa lệnh trăm người thương vong, quả thực có chút khó tin, trợ giúp Ngọc Giản mặc dù là đồng môn, vốn lấy thực lực của chúng ta, e rằng mạo muội đi tới trợ giúp cũng là thêm thái, căn bản chẳng ăn thua gì, chúng ta cũng có thể lần nữa trước tiên làm chờ, chờ đợi những đội ngũ khác trợ giúp tới, cơ dạ chậm rãi nói, mặc dù đấu thần liên minh trợ giúp ngọc giản là thu đến nhất thiết phải trợ giúp nhưng bây giờ những thứ khác đội ngũ cũng là mấy trăm hơn ngàn người có thể tiêu viêm dẫn đầu đội ngũ nhưng là lộ ra cực kỳ keo kiệt chỉ có hơn trăm người mà thôi lấy thực lực của bọn hắn tuyệt đối là khó mà cùng ngàn người chống lại làm sao bây giờ tiêu phong cơ dạ lông mày hơi nhíu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tiêu viêm nội tâm cũng là sốt ruột khó có thể bình an không biết xử lý chuyện này như thế nào cho thỏa đáng dù sao trợ giúp đối với bọn hắn tình huống hiện tại tới nói, thật sự là không quá phù hợp, nếu là tùy tiện tiến đến nghĩ cách cứu viện mà nói, nói không chừng cái này hơn trăm người đều sẽ lâm vào trong đó, bốn phía hơn trăm người ánh mắt đều là khóa chặt ở Tiêu Viêm trên thân, hắn là chi đội ngũ này đội trưởng, làm như thế nào cũng là chỉ có hắn định đoạt, Tiêu Viêm có thể cự tuyệt trợ giúp, đấu thần liên minh quy định tại sinh tử trước mặt là có thể không tuân theo, trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tựa hồ cũng nín thở, chờ đợi Tiêu Viêm đáp án, Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, trong tay nắm trợ giúp ngọc giản, lại lấy ra linh phong hoa địa đồ ngọc giản, cả hai lẫn nhau tham chiếu phương vị, sau đó nói, Phùng Nguyệt đáy vực phương hướng cũng là tây bắc, Tiêu Viêm cả hai vừa so sánh, theo ánh mắt nhìn đi qua, chính là ánh mắt hít lại, bởi vì hắn phát hiện, trợ giúp ngọc giản truyền tới phương hướng, vậy mà cùng Linh Phong Hoa ở đây, lấy được Lục Sắc Lưu Ly nguyên khí sở tại chi địa là một cái phương hướng, chỉ là không biết hai người phải chăng có liên hệ, cũng không biết thế lực gì dám cùng đấu thần liên minh tranh đấu, hơn nữa ra tay như thế bên trong, xem ra cũng đều là tại tranh đoạt tài nguyên, bằng không tuyệt đối không có khả năng như thế lớn như vậy đánh võ. Tiêu Viêm ánh mắt hơi hơi nheo lại, tiếp đó suy tư nói, có thể làm cho song phương đều bị thương vong, rõ ràng chỉ có đầy đủ lợi ích điều khiển mới có thể xuất hiện loại chuyện này. Tiêu Viêm khoát tay, đem hai cái ngọc giản đều thu vào, một bên cơ dạ cũng nhìn không thấu Tiêu Viêm đăm chiêu suy nghĩ, chỉ là nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt Tiêu Viêm đôi mắt đẹp thoáng qua nghi hoặc, nếu như Tiêu Viêm lựa chọn không đi cứu mà nói, e rằng hơn trăm người bên trong sẽ có người cảm thấy tiêu viêm là một cái sợ chứng, cũng không đi nghĩ cách cứu viện, kỳ thực là ông quyền chi đội ngũ này biện pháp tốt nhất, tiêu viêm quét qua đám người một mắt, tiếp đó khóe miệng hơi hơi dương lên, cước bộ hướng về phía trước hơi hơi nhô ra, thân hình trực tiếp lướt đi, quay đầu nhìn về phía đám người, chờ cái gì, dám đụng đến chúng ta đấu thần liên minh, lại còn coi chúng ta là ngồi không, đồng môn gặp nạn, nhất thiết phải cứu. Đấu thần liên minh đối với tiêu viêm tới nói nhưng không có hào cảm gì, cũng càng đừng nói là tinh thần trách nhiệm, lần này đi tới, tiêu viêm ý tưởng chân thật tuyệt đối không có khả năng vẻn vẹn chỉ là, trợ giúp đơn giản như vậy ta ngược lại thật ra muốn nhìn là cái gì thế lực có thể như thế áp chế đấu thần liên minh tiêu viêm nguyên khí tuôn ra thân hình nhanh chóng ở trong rừng xuyên thẳng qua hướng về phía trước lao đi sau lưng chúng đệ tử cũng là vội vàng đuổi kịp cơ dạ càng là hơi sững sờ có chút không hiểu lẩm bẩm nói thực sự là đoán không ra ra hỏa này suy nghĩ cái gì không gì hơn cái này cách làm trong lòng mọi người cũng là tạo một cái không phải sợ chuyện chủ mặc dù như thế nhưng cơ dạ trên mặt vẫn là hiện lên vẻ lo âu dù sao những đội ngũ khác đều khó mà chống cự thậm chí bức bách đến trợ giúp có thể thấy được thực lực của đối thủ tương đương cường hãn trong rừng rậm bốn phía đều là phù văn cổ thụ chỉ bất quá những cây cổ thụ này cũng không thể động duy chỉ có tiêu viêm gặp phải một nhóm kia nắm giữ lưu ly nguyên khí cổ thụ có được khả năng di chuyển cùng sức chiến đấu rừng rậm dần dần lan tràn đến rồi phần cuối ở đây cây cối bắt đầu giảm mạnh nhìn thấy hai tòa sơn phong giống như hai cái cự nhân cánh tay song trưởng hướng về trên trời tìm kiếm tựa như muốn đi dùng trường phùng nguyện bởi vì mà mà có tên Phùng Nguyệt đáy vực, lúc này trong rừng hơi có vẻ yên tĩnh, nhưng cẩn thận nghe qua, lại có rất nhiều hiếm bề âm thanh, tựa hồ có không ít người đầu ở trong đó nhốn nháo, trong không khí tràn ngập nồng nặc túc sát chi ý, trong rừng, tại Phùng Nguyệt đáy vực lối ra duy nhất chỗ, đứng nghiêm hai thân ảnh, bọn hắn quanh thân nguyên khí phun trào, khí thế như vậy đều là tương đương không tầm thường làm cho người líu lưỡi hai người thân mang bất đồng quần áo rõ ràng không phải tới từ cùng một cái thế lực hơn nữa trong rừng thân ảnh cũng là thân mang không giống nhau rõ ràng đây là nhiều chi thế lực tổ chức hơn nữa cắn đấu thần liên minh sẽ không phóng miệng đoán chừng là cùng đấu thần liên minh có thâm cừu đại hận lần này chúng ta liên thủ kháng địch vẫn phải là tốc chiến tốc thắng tốt công phá bọn họ trận pháp giết bọn này cẩu vật trong đó một thân ảnh chậm rãi nói một người khác cũng là khẽ gật đầu lại nói các ngươi thiên hà hài ẩn núp thực sự là sâu chỉ sợ cũng liền đấu thần liên minh cũng chưa từng nghĩ đến bây giờ lại sẽ bị một chi trung đẳng giới không bức bách thành bộ dáng như vậy người nói chuyện tên là đồng hồ dáng người thon dài giữa hai lông mày ẩn ẩn lộ ra âm sát khí cho người ta một loại không rõ cảm giác áp bách so với vạn ma điện chúng ta thiên hà hải đáng là gì lần này hợp tác chỉ vì cùng bọn hắn sinh ra mâu thuẫn thôi giải quyết sau đó chúng ta cũng là không thiếu nợ nhau nói chuyện tên là cát linh thuộc về thiên hà hải đến nỗi thiên hà hải chẳng qua là một cái trung đẳng giới không thôi hơn nữa cực kỳ không nổi danh ra ngoài càng là rất ít nhưng mỗi một lần thiên hà hải nhân xuất hiện đều không kẻ yếu đồng hồ mỉm cười cũng chưa từng đi phản bác cái gì mà là ánh mắt nhìn về phía phía trước đại trận bao phủ phùng nguyệt đáy vực ánh mắt hít lại tiếp đó mang theo nụ cười nói đấu thần liên minh mạnh mẽ như vậy thế lực không ngờ tới sẽ co đầu rút cổ ở trong cốc thực sự là mất mặt xấu hổ phùng nguyệt đáy vực vị trí đại trận tầng tầng trồng ngói màu đỏ đường vân tạo thành một cái khổng lồ cái lồng như vậy trận pháp hiển nhiên là không đơn giản đẹp cực kỳ vậy mà đến mức trong thời gian ngắn bọn hắn cũng là không thể làm gì một bên cát linh sắc mặt bình thản mái tóc màu đen nhưng là một đôi hôi đồng lại thêm vẻ mặt bình thản lộ ra phiền muộn lười biếng nói lần này chúng ta vây khốn cần phải cũng là đấu thần trong liên minh một cái cường giả hơn nữa tinh thông trận pháp chi thuật như vậy rùa đen trận pháp quả thực có hơi phiền toái hừ bất quá cũng chỉ là uổng công thôi dạng này trận pháp tiêu hao rất nhiều tuyệt đối cũng không khả năng kiên trì quá lâu ở đây bốn phía núi vây quanh đã bị tất cả chúng ta vây quanh bọn hắn chắp cánh cũng là khó thoát lúc nói lời này ánh mắt của hắn khẽ nâng lên, chỉ thấy bốn phía thân ảnh dày đặc, thỉnh thoảng có bóng người thiểm lược mà qua, đây đều là vạn ma điện đệ tử, lúc này bọn hắn đã đem cái này phùng nguyệt đáy vực cho bao bọc vây quanh, đồng hồ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem dãy núi này trong hạp cốc có không thiếu thế lực vội vàng chạy đến, nhưng cũng là đứng xa xa nhìn, nhưng cũng không dám tới gần, đấu thần liên minh bị nhốt một chuyện đã truyền ra, có thể vây khốn đấu thần liên minh thế lực, bọn hắn e rằng thực sự là như sâu kiến đồng dạng, hoàn toàn không đáng chú ý, đương nhiên những thế lực này cũng là vô cùng hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì thế lực càng là có thể như thế nghiền ép đấu thần liên minh như vậy quái vật khổng lồ không thiếu thế lực đều là đứng yên quan sát rất nhiều ánh mắt chăm chú đồng thân hổ hình lơ lửng tại cách đất mấy trượng chỗ nhìn xem phùng nguyệt đáy vực bên trong ánh mắt mang theo chiêu tức tiếp đó trầm giọng mở miệng đấu thần liên minh bọn sai vật hà tất còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nếu như các ngươi đem tất cả lưu ly nguyên khí giao ra lại thêm mấy trăm vạn thần nguyên khí đan có thể chuyện này có thể chuyện nhỏ hóa không hừ hừ vạn ma điện đám rắc rưởi đừng muốn đắc ý quá sớm muốn lưu ly nguyên khí trước tiên phá trận pháp đang nói nhảm phủng nguyệt trong cốc sau một hồi lâu chính là truyền đến một đạo quát khẽ thanh âm nếu là tiêu viêm có thể nghe được âm thanh e rằng lập tức mà có thể nghe được thanh âm này chính là bạch lăng mà sử dụng trận pháp là đấu thần trong liên minh nổi danh nhất phòng ngự đại trận bạch lăng lúc này đang tại cắn răng kiên trì cái kia đồng hồ nghe vậy châm chọc lắc đầu lạnh lùng nói thực sự là một đám phế vật giữ vững các ngươi vách quan tài a ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái này vách quan tài có bao nhiêu cứng rắn vạn ma điện rắc rưởi Giết ta đấu thần liên minh hơn trăm người, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Nếu ngươi có gan, liền ở đây chờ lấy thử thử xem." Bạch Lăng Thanh âm bên trong tràn đầy nồng nặc tức giận, thân là đấu thần liên minh, thực lực như vậy cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ, không cách nào chính là gọi người mà thôi. "Ta muốn chờ các ngươi nhân chạy đến phía trước, các ngươi liền đã biến thành thây khô, e rằng chống đỡ không đến khi đó." Đồng Hồ cười lạnh, tiếp đó sẽ không tiếp tục cùng Bạch Lăng nói nhảm, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn trận pháp bao phủ Phùng Nguyệt đáy vực, tất cả mọi người cùng nhau ra tay phá hắn cái này mai rùa đại trận diệt đám phế vật này hắn tay áo vung mạnh lên chỉ thấy phùng nguyệt đáy vực chung quanh trên đỉnh núi bóng người nhốn nháo nhao nhao ra tay hùng hồn nguyên khí phô thiên cái địa một dạng rơi vào trận pháp phía trên khơi dậy từng cơn sóng gợn chập trùng tại nơi nơi xa có rất nhiều con mắt nhìn tới nhìn thấy đấu thần liên minh đội ngũ bị trận thời điểm đều là nhao nhao kinh nghi lên tiếng khó tin nhìn xem một màn này đều là xì si xào bàn tán bị trận là đấu thần liên minh đúng vậy a à, vây khốn cái này đấu thần liên minh tựa như là cái kia cực kỳ mịt mở vạn ma điện bọn hắn thủ đoạn hung tàn thực lực càng là mạnh mẽ hơn nữa giống như ngoại trừ vạn ma điện còn có một cái thế lực nhưng là không biết tên nghe nói trước lúc này đã từng xảy ra một lần tranh đấu đấu thần liên minh thương vong trên trăm tình hình chiến đấu kịch liệt xem ra cái này giới không bá chủ cũng có thua thiệt thời điểm nào có cái gì tuyệt đối vô địch cường long ép không qua địa đầu xà ở loại địa phương này ăn quả đắng cũng là bình thường không thiếu thế lực đều có ý kiến bất quá cũng là ôm xem trò vui tâm tính dù sao theo bọn hắn nghĩ như vậy thế lực ở giữa tranh đấu đối bọn hắn tới nói xem như chuyện tốt bởi vì chỉ có dạng này có lẽ bọn hắn mới có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thế là trong thời gian kế tiếp chính là tại vạn ma điện cùng thiên hà hải vây khốn bên trong cùng với khác các phương thế lực đối xử lạnh nhạt vây xem phía dưới thời gian cấp tốc trôi qua ba ngày sau tại từng đợt liên tiếp trong tiếng nổ cái kia phủng nguyệt đáy vực trận pháp đang kịch liệt chập trùng bên trong tựa hồ đang tại từng tầng từng tầng không ngừng bị suy yếu nhìn bộ dáng như vậy còn không ra nửa ngày thời gian đại trận này liền sẽ chân chính bị phá đi đồng hồ nhe răng cười nhìn xem một màn này nói bọn sai vặt đây là các ngươi cơ hội cuối cùng bằng không đừng trách tiểu ra phá trận phía sau vô tình đến lúc đó lại cầu xin tha thứ vậy thì chậm Phùng nguyệt trong cốc hoàn toàn yên tĩnh đồng hồ hai tay ôm ngực một bộ không đếm xỉa tới bộ dáng nói đừng chờ viện binh của các ngươi muốn thật có chỉ sợ sớm đã đến rồi kéo dài thêm cũng là uổng công coi như thật có viện binh bọn hắn đến thời điểm các ngươi sớm đã không có đấu thần trong liên minh e rằng ngoại trừ lạnh hoài bên ngoài không có mấy người là đủ nhìn bây giờ khác đấu thần liên minh đội ngũ đều là tại cùng ta vạn ma điện giao phong muốn bọn hắn trợ giúp tới si tâm vọng tưởng cho dù có những người khác tới cũng bất quá chỉ là một chút rác rưởi rác rưởi thôi bọn hắn đến đây cùng chịu chết có gì dị đồng mắt hổ bên trong mang theo nghĩa mai hiển nhiên là biết được bạch lăng đang chỉ hoãn nhưng hắn cũng không gấp gáp tựa hồ rất tình nguyện chờ đợi bởi vì hắn cũng là đem bạch lăng làm mồi dụ, nhiều dẫn tới một chút, liền giết nhiều một chút, nếu là có thể nhiều dẫn tới một chút, vậy liền càng nhiều hơn một chút tặng đầu người, đến lúc đó cướp sạch một đợt, nhất định là có thể không nhỏ thu hoạch, tại trận pháp bao phủ nâng nguyệt cốc chi nội gần ngàn đạo thân ảnh bày ra đại trận, nguyên khí không ngừng cung ứng cho đại trận, bất quá tựa hồ cũng giống như chỉ là tại châu chấu đá xe thôi, đại trận tóm lại là ở đồng hồ một đám công kích, dần dần trở nên bạc nhược, đám người khổ khổ trèo trống, cũng là chẳng ăn thua gì, ngoại trừ thương vong hơn trăm người, vẫn có không thiếu thân ảnh ngồi xếp bằng điều tức, rõ ràng cũng là phía trước bị thương không nhẹ, còn tại điều dưỡng thương thế, Bạch Lăng điện hạ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đại trận muốn bị phá vỡ, một bên đều là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, đối phương chính là hai chi đội ngũ chỉnh hợp, thiên hà hải thực lực tự nhiên là không cần nói nhiều, mà vạn ma điện càng là cường đại, vạn ma điện nhân số cũng không nhiều, nhưng mỗi cái đều hết sức mạnh mẽ, ít nhất tại đồng dạng trong cảnh giới, nhưng lại có nghiền ép thực lực của đối thủ, mà Bạch Lăng cũng là không ngoại lệ, tam tinh đấu thần thực lực vẫn như cũ bị đồng hồ nghiền ép, Bạch Lăng cho mày, nhìn xem bốn phía một đám sắc mặt cháy bỏng đám người, sau khi hít sâu một hơi, chính là chậm rãi nói, một hồi trận pháp nếu là phá mất sau đó, ta sẽ toàn lực ngăn cản, các ngươi phân thành tiểu đội, phân tán bốn phía rút lui bằng nhanh nhất tốc độ tìm được chúng ta cái khác đội ngũ đám người nghe vậy sau đó sắc mặt một mảnh âm trầm đều là nghe được bạch lăng đây là muốn hy sinh vì nghĩa lấy chính mình đi vì mọi người khiến cho thoát đi thời gian chư vị không cần kinh hoàng xem như đội trưởng dẫn dắt các ngươi tới đến nơi đây thân hãm trong nguy hiểm ta tự nhiên là hẳn là phụ trách cũng là bởi vì ta sơ suất cùng ngạo mạn mới có thể bị như thế mai phục dẫn đến tử thương thảm trọng bạch lăng sắc mặt khó xử thở dài mở miệng đám người trầm mặc trong mắt đều là lộ ra tiếc hận loại tình huống này cũng là không thể tránh ken két nhưng vào lúc này trận pháp phía trên vỡ tan âm thanh vang lên làm cho đám người nhao nhao ngẩng đầu đi ánh mắt nhìn chăm chú đi qua phía trên đại trận đã xuất hiện vết nứt lúc này còn có thể nhìn thấy thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ công kích điên cuồng đối với đại trận này điên cuồng công kích xuất hiện khe hở sau đó đại trận chính là giống như pha lê đồng dạng vết rách cấp tốc khoách tán sau đó liền dưới cái nhìn chăm chú của mọi người ẩm vang một tiếng toàn bộ nổ ra đại trận giữ vững được mấy ngày sau cuối cùng đang không ngừng công kích bị triệt để đánh tan nhất thời núi cốc chi bên trong đám người chính là bại lộ ở tất cả tràn ngập sát phạt trong ánh mắt ở xa đồng hồ trông thấy một màn này chính là cười gần nói thực sự là đáng tiếc, cái này mai rùa đại trận tất nhiên cường hãn, nhưng vẫn là không có cách nào ở bên trong trốn cả một đời. Đấu thần liên minh cũng bất quá như thế, cái gì thất điện hạ bắt điện hạ, chẳng qua là một đám tự cho mình thanh cao phế vật thôi. Trên thân thể hắn cường hãn nguyên khí hòa hoãn phun trào, cuốn lấy cường đại áp bách chi lực, đồng hồ bộ dáng, tựa hồ không có gì kiên nhẫn, chuẩn bị trực tiếp động thủ, nâng nguyệt cốc chi bên trong, bạch lăng ánh mắt lăng lệ, hắn biết được bây giờ lùi bước đã không có ý nghĩa, chỉ có thể chia một số tiểu đội, cưỡng ép phá vây, không giả tuyệt đối là không có có sinh cơ có thể nói, đại gia, theo ta kế hoạch làm việc, không có lùi bước có thể nói. Bạch Lăng đứng dậy, quanh thân nguyên khí phun trào, mà ở hắn phần lưng bị ngạn hoa đường vân phía trên, bây giờ nổi lên nhẹ nhàng chi quang, phần lưng nóng bỏng. Bạch Lăng cũng là phát giác dị thường, tựa hồ có một cỗ lực lượng đang không ngừng đánh thẳng vào, có thể trở thành bị ngạn hoa, không có đơn giản như vậy. Bạch Lăng cũng cảm thấy cổ quái, chính mình vô luận như thế nào cố gắng, thực lực tinh tiến cực chậm, đến mức tại tháng năm dài đằng đẵng ở trong, thực lực của hắn từ đầu đến cuối dậm chân tại chỗ, có lẽ cùng trên người bị ngạn hoa đồ đằng có liên quan ha ha người trạng thái như vậy chẳng lẽ còn nghĩ đấu với ta trận trước ta khuyên ngươi cũng không cần đang dãy ruộng thực sự không được ố ế tay như ngươi loại này mặt hàng tại ta vạn ma điện vừa nắm một bó to cũng không biết đấu thần liên minh vì cái gì bây giờ càng ngày càng lần đồng hồ nhìn thấy đứng lên bạch lăng khóe miệng chính là dương lên hiện lên một vòng cười lạnh tiếp đó ánh mắt của hắn chính là hoàn toàn lạnh lùng xuống không còn nói nhảm bàn chân hướng về phía trước đạp mạnh nặng nề dẫm ở hư không bên trên thân hình nhưng lại như là cùng như đạn pháo bắn ra nhưng mà đúng vào lúc này tại hắn cước bộ bước ra một cái chớp mắt bỗng nhiên có một đạo bay nhanh tia sáng cuốn lấy thanh âm xé gió vang vọng dựng lên hắc quang phẳng phất xuyên qua hư không góc độ xảo trá tàn nhẫn trực chỉ đồng hồ đồng hồ đôi mắt đột nhiên co rụt lại thân hình không thể không cưỡng ép bước về lui về phía sau bắn ngược víu một tiếng tia sáng từ hắn cái chán thiểm lược mà qua cắt đứt hắn vài gốc sợi tóc, nhọn thanh âm xé gió làm người sợ hãi, ai, đồng hồ trên gương mặt nổi lên vẻ kinh dị, ngẩng đầu lên, nhìn về phía tia sáng lướt đến chỗ, ánh mắt chiếu tới, ở trong rừng xuất hiện không thiếu thân ảnh, bất quá lúc này lại là đông đảo ánh mắt chăm chú, ở một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi, một thân ảnh thẳng tắp mà đứng, miệng há ra, tia sáng bay trở về trong miệng của hắn, thân ảnh thon dài bình tĩnh mà lộ ra bá khí lộ ra ngoài, nâng nguyệt cốc chi nội, Bạch Lăng cùng với đám người cũng là nhìn sang, cái này xem xét, mọi người đều là mở to hai mắt nhìn rõ ràng ai cũng không ngờ rằng trước hết nhất trợ giúp tới người lại là vị này cái nào mắt không mở hỗn đản tự tìm cái chết đồng hồ lập tức tức giận ánh mắt tràn đầy túc sát chi ý nhìn về phía xa xa thân ảnh trên ngọn núi thân ảnh nhìn xem nâng nguyệt cốc chi nội bạch lăng sau đó mới nhìn về phía đồng hồ mỉm cười nhách miệng lên lập tức lời nói ra cũng là lệnh cái này ở chàng mấy ngàn người đều phải tĩnh bên trên yên tĩnh vị này thứ không mở mắt dám trêu chọc đấu thần liên minh các ngươi là tại thái tuế ra xúc phạm người có quyền thế không biết trời cao đất rộng sao ở đây cổ thụ đã không nhiều đại bộ phận cũng là hẻm núi sơn phong đông đảo ánh mắt đều là hội tụ ở tòa này không tính quá cao ngọn núi bên trên mỗi cái ánh mắt kinh ngạc nhìn xem xuất hiện đạo thân ảnh này rõ ràng tức thì bị lời nói cho kinh động đồng hồ tự nhiên là không biết thân phận của hắn mà nâng nguyệt cốc chi nội đám người bao quát bạch lăng ở bên trong nhưng là khẽ cho mày bạch lăng lập tức đứng lên nhìn về phía xa xa tiêu viêm tiếng quát hô tiêu phong điện hạ nhanh đi tìm viện binh bọn hắn rất mạnh tiêu phong điện hạ bọn hắn ai cũng không nghĩ tới thứ nhất chạy tới vậy mà lại là tiêu viêm để cho bọn họ hy vọng trong nháy mắt lại biến thành tuyệt vọng tam tinh đấu thần thất điện hạ bạch lăng đều không biện pháp chống lại tồn tại tiêu viêm bất quá chỉ là một cái nhị tinh đấu thần thôi bằng thực lực của hắn làm sao lại là đồng hồ đám người đối thủ huống chi tiêu viêm phía dưới bất quá chỉ có hơn trăm người về số người càng là lộ ra châu chấu đá xe quả nhiên là đến đây đưa đồ ăn điện hạ đồng hồ nghe thấy được nâng nguyệt cốc chi nội bạch lăng tiếng la ánh mắt chính là chậm rãi nâng lên nhìn về phía ở xa thân hình thẳng tiêu viêm chậm rãi nói thú vị thú vị, đấu thần liên minh xem ra thực sự là tịch mịch, bất kể hắn là cái gì đồ vật, vậy mà đều có thể trở thành điện hạ rồi. Ha ha, đồng hồ khóe miệng chậm rãi hướng về phía trước ngẩng, một bộ cực kỳ khinh miệt biểu lộ, rất là không ngọt, nhị tinh đấu thần loại thực lực này, cho dù là đặt ở bất kỳ một cái nào thượng đẳng giới không, đều khó có khả năng trở thành thiên kiêu hoặc lĩnh đội, lại ở đây đấu thần trong liên minh vẫn là một cái điện hạ, thật là có chút khó có thể tin. Đồng hồ đứng xa xa nhìn Tiêu Viêm, ngữ khí theo nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa xâm xâm sát ít, tiếp tục nói, ngươi như quỷ xuống nhận sai, chủ động giao ra lưu ly nguyên khí, thuận tiện tại lưu lại một cánh tay có lẽ ta có thể từ bi một chút lúc này ở ở sa vây xem đông đảo thế lực đều là xì si sao bàn tán nghị luận chuyện xảy ra ở nơi này hắn vậy mà cũng là đấu thần liên minh điện chủ nếu là bình thường thế lực nhị tinh đấu thần cũng coi như bình thường có thể hết lần này tới lần khác cái này đấu thần liên minh nhị tinh đấu thần cũng có thể làm lên điện chủ có thể phùng nguyệt trong cốc đám người kia kêu rất rõ ràng không có sai tạm thời không biết tình huống cụ thể bất quá dưới mắt xem ra người này can đảm lắm, làm việc nhưng là lỗ mãng một chút, vạn ma điện cái này đồng hồ danh tiếng thế nhưng là cực lớn, liền xem như đấu thần liên minh hôm nay cũng có khả năng muốn ngỏm tại đây, trong con mắt của mọi người, cảnh giới chính là đánh giá thực lực lớn nhất một cái tiêu chuẩn, cho dù biết được nội tình ở giữa cách biệt, nhưng mà tại thực lực tuyệt đối tranh lệch trước mặt, nội tình cũng là khó mà bù đắp, mọi người nhìn lại, hôm nay liền xem như, tên tuổi là đủ nhường cái này hư vô hải chấn nhiếp đấu thần liên minh, cũng coi như là gặp đối thủ, lại thêm một vị như vậy nhị tinh đấu thần điện chủ, cục diện hôm nay chỉ sợ là khó mà vãn hồi, rất nhiều chất vấn ánh mắt chăm chú, tiêu viêm trên mặt ngược lại là mang theo mỉm cười hắn chưa từng đi để ý tới cái kia đồng hồ mà là trực tiếp đưa mắt về phía phùng nguyệt trong cốc bạch lăng sau đó nói bạch lăng huynh xem ra hẳn là không cái gì trở ngại bạch lăng lắc đầu nhìn xem tiêu viêm một mặt bộ dáng thoải mái tựa hồ nhận biết đến nay vô luận là gì tình huống tiêu viêm mãi mãi cũng là như thế một bộ chỉ sợ không kinh sợ đến mức bộ dáng bình tĩnh nụ cười làm cho người không cách nào xem thấu hắn đăm chiêu suy nghĩ không ngại tiêu phong huynh phải lo lắng một chút bạch lăng tự nhiên không có để cho chúa công xưng hô như vậy có người ngoài ở đây thời điểm bạch lăng vẫn thấy được xưng hô vấn đề không có việc gì liền tốt bọn này rác rưởi là nơi nào tới tiêu viêm cười một cái nói kỳ thực không ngờ tới bị khốn trụ phát ra tín hiệu cầu cứu lại là bạch lăng may mắn mình kịp thời chạy tới vạn ma điện cùng thiên hà hải bạch lăng cùng tiêu viêm cách không đối thoại đem vạn ma điện cùng thiên hà hải coi là không có gì làm cho đồng hồ càng nghe trên đầu nổi gân xanh càng thêm lợi hại bạch lăng trực tiếp đằng không mà lên hơn ngàn người cũng là đi theo bạch lăng thân hình lúc này đồng hồ chính là tiến về phía trước một bước khí thế cường hãn chính là sinh sinh phong bế bạch lăng đường đi đấu thần liên minh hai cái phế vật còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi cũng thực sự là không ngại mất mặt bên kia cái kia nhị tinh đấu thần không cần dùng ta tới đối phó cát linh bọn hắn liền giao cho ngươi thiên hà hải trong cốc liền giao cho chúng ta không dùng tay phía dưới lưu tình toàn bộ giết đồng hồ trầm giọng nói cát linh nghe vậy nhíu mày rõ ràng không quá ưa thích bị người chỉ trỏ cảm giác bất quá chưa từng nói thêm cái gì ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xa tiêu viêm tựa hồ chỉ nếu là đấu thần liên minh trong mắt bọn họ đều ẩn chứa nồng nặc cừu hận động thủ đi cát linh cũng là nhẹ giọng quát lên phía sau hắn chính là nhìn thấy chừng mấy trăm đạo thân ảnh hiện lên về số người hoàn toàn nghiền ép tiêu viêm ở đây hơn trăm người bất quá vẻn vẹn chỉ là nhân số nghiền ép tiêu viêm mặc dù ở đây chỉ là hơn trăm người nhưng mà mỗi cái thực lực đều là cường hãn không có một cái nào nhuyễn đản đấu thần liên minh loại này tài nguyên khổng lồ bồi dưỡng ra được người mỗi cái đều là thiên kiêu coi như lấy ít địch nhiều trong thời gian ngắn cũng sẽ không dễ dàng bị bại tiêu phong điện hạ người này ba tinh đấu thần hắn liền giao cho ta lúc này trong đội ngũ chính là có người trên đỉnh đến đây nguyện ý chủ động trợ giúp tiêu viêm mà tiêu viêm nhưng là lắc đầu nói ba tinh đấu thần đều đối trả không được cái kia há không thật đúng là ném đi đấu thần liên minh khuôn mặt những người khác giao cho các ngươi người này giao cho ta tiêu viêm nhìn xem bạo lướt mà đến cát linh cùng với sau lưng mấy trăm người cũng là không sợ chút nào, trên người nguyên khí bắt đầu chậm rãi phun trào, cánh tay trái hơi hơi dùng sức, trong đó truyền ra tiếng ầm ầm, phảng phất có được lực lượng cường đại ở trong đó lưu chuyển đồng dạng, đây chính là tôn thượng truyền thừa oanh thần tí, đối chiến linh phong hoa thời điểm chưa từng vận dụng, nhưng mà sức mạnh nhưng là một mực tại tích lũy, trùng hợp còn chưa tan đi đi, sửa lại ở đây có lẽ cần dùng đến. Cát Linh biểu lộ bình thản, ánh mắt lạnh như băng nhưng là tràn đầy sát ý, rõ ràng đối với Tiêu Viêm cũng lên tuyệt đối sát tâm, cuốn lấy thanh âm xé gió, chính là hướng về Tiêu Viêm lướt đến, hắn áo bào cổ động, hùng hồn thần chi nguyên khí chính là giống như như phong bạo bao phủ ra, làm cho bốn phía mang đến mạnh mẽ cảm giác áp bách, từ trong cơ thể tản mắt ra thần chi nguyên khí hiện ra màu xám cho, tản ra một cỗ thấu xương băng lãnh, làm cho người sau lưng phát lạnh, oanh, cắt linh trong mắt có khí xám lưu chuyển, song trưởng quan sát, trong tay chính là xuất hiện một thanh tinh tế chi kiếm, cương nhu hòa hợp, cánh tay một hồi giống như linh xà đồng dạng, run run ra gợn sóng thân kiếm, hướng về tiêu viêm hung hăng đâm tới, không khí phảng phất đều bị đâm xuyên, mãnh liệt nguyên khí quán chu ở thân kiếm bên trong, kiếm ảnh lướt đến, tiêu viêm thân hình khẽ động, hóa thành tàn ảnh kiếm ảnh đâm vào tiêu viêm thân ảnh phía trên bất quá nhưng là xuyên thấu mà đi bởi vì đâm đến chỉ là một đạo tàn ảnh bị tiêu viêm tránh đi một kiếm này uy lực nhưng là không giảm tạo thành một đạo kiếm khí ẩm vang một tiếng chính là xuyên thủng phía dưới sân phong trực tiếp tại ngọn núi bên trên khai ra một cái hang lớn sơn phong mất đi trèo trống cũng là sụp đổ mà đi cát linh vẫn như cũ biến sắc băng lãnh tế kiếm tiếp tục nhất chuyển hướng về tiêu viêm gào thét mà đi mà tiêu viêm thân hình vẫn là từng đạo tàn ảnh cát linh từ đầu đến cuối đều không bắt được qua tiêu viêm chân thân từ từ, hắn bắt đầu có chút tức giận, bất quá tại mọi người xem ra, một vị chạy trốn cuối cùng không có ý nghĩa gì, không có cách nào đánh trả cũng chỉ có thể tránh né, căn bản không có khả năng chiến thắng đối phương, nhưng chợt tại Cát Linh Dương lên khóe miệng chính là biết được, Cát Linh tự hồ cố ý nhường, đây là đang trêu cợt Tiêu Viêm, Cát Linh, tốc chiến tốc thắng, không nên lãng phí thời gian, thực lực nghiền ép trực tiếp đem hắn diệt, Đồng Hồ hơi không kiên nhẫn nói, nhìn xem truy đuổi hai người, gấp cái gì, giết quá nhanh, không có loại kia giết người khoái cảm, có ít người phải chậm rãi giết, đặc biệt là đấu thần người trong liên minh Điều đáng chết cát linh nói diện mục dần dần trở nên dữ tợn khó xử rõ ràng thiên hà hải cùng đấu thần liên minh có thủ không đội trời chung đến mức cát linh như thế thống hận đấu thần liên minh tất cả mọi người trên gương mặt hiện ra xâm nhiên nụ cười bàn chân đột nhiên giẫm một cái dưới chân không khí trong nháy mắt nổ tung cuốn lấy tiếng nổ đùng đoàn thân ảnh của hắn cũng là hóa thành một đạo tàn ảnh mãi đến bây giờ hắn rốt cuộc phải đã chăm chú cát linh thân ảnh đột nhiên tiêu thất tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh của hắn chính là rất nhiều ánh mắt chăm chú xuất hiện ở, ở xa còn muốn chạy trốn nơi đâu cát linh ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước lúc này ở trước mặt của hắn một cái bóng mờ nổi lên cát linh tay hình biến ảo mãnh liệt nguyên khí ở tại song trưởng bên trong ngưng kết hóa thành một vòng màu xám cho thái dương cuốn lấy rất ngắn lực lượng cường đại hơn nữa phẳng phất tại cắn nuốt chung quanh sinh bệnh lực hướng về tiêu viêm cửa hàng mà đi hung hăng đem hắn bao phủ ở bên trong như vậy tốc độ tránh cũng không thể tránh quanh mình sơn phong càng là tại lực lượng cường đại phía dưới trực tiếp bị nghiền nát thành đá vụn đấu thần liên minh sao cũng phải cho tiểu gia ta quỳ xuống cát linh trên gương mặt nổi lên nụ cười gần cho cái kia một vòng màu xám cho thái dương chính là rất nhiều kiêng kỵ ánh mắt chăm chú hung hăng đem tiêu viêm đều bao phủ đi vào ầm ầm màu xám cho thần chi nguyên khí bộc phát ra lực lượng cường đại lúc này điên cuồng càn quấy ra bốn phía không thiếu thế lực nhìn xem tình cảnh như vậy đều là âm thầm lắc đầu rất rõ ràng phần lớn đều cho rằng tiêu viêm như thế nào cũng không khả năng lại là cái này cắt linh đối thủ dù sao nhị tinh đấu thần thực lực này không tính là yếu nhưng là không tính là mạnh phùng nguyệt trong cốc bạch lăng nhưng là hơi biến sắc mặt bởi vì hắn biết được tiêu viêm thực lực hơn nữa cũng hiểu biết cắt linh thực lực cắt linh thực lực chính là tam tinh đấu thần trung kỳ tiêu viêm mới nhị tinh đấu thần đỉnh phong thôi mặc dù tranh lệch cũng không phải là rất xa xôi nhưng mà nội tình ở giữa nhưng là có không cách nào bù đắp tranh lệch bây giờ như vậy ngạnh kháng cắt linh công kích có thể hay không vẫn có một ít khinh thường nguyên khí màu xám bốc lên ra bên dưới phương thổ địa đều là bị nhuộm thành màu xám đen toàn thân nguyên khí màu xám lan tràn cát linh trên gương mặt biểu lộ cũng là lộ ra phá lệ dữ tợn lạnh lùng cười nói nhị tinh đấu thần cũng dám ở tiểu ra trước mặt lỗ mãng chuyển thế sau đó con mắt cũng đừng lại cậy anh hùng phải không ngay tại cát linh âm thanh hạ xuống xong ở tại nguyên khí màu xám càn quấy bên trong chính là có một đạo hờ hứng âm thanh vang lên cát linh con người mãnh nhiên nhất co lại bất quá còn không đợi hắn làm ra phản ứng chút nào một cái cuốn lấy hỏa diễm cùng lôi đình cánh tay chính là tại nơi nguyên khí màu xám bên trong nhô ra trong lòng bàn tay hỏa liên tại cát linh trong đôi mắt dần dần phóng đại lập tức chính là ngón tay dùng sức bóp hỏa liên chính là trong nháy mắt tại lòng bàn tay bên trong bóp nát cả cánh tay vang dội cường đại tiếng oanh minh một cỗ lao nhanh sức mạnh từ hắn trong cánh tay lan tràn mà ra hội tụ ở trên nắm tay nhắm ngay cát linh đầu hung hăng đập tới một quyền kia mỗi một tấc đều có lấy âm bạo vang dội chói tay tiếng nổ càng là cuốn lấy ngập trời hỏa diễm càng quấy ra cực nóng nóng bỏng kình phong đập vào mặt cát linh sắc mặt cũng là mãnh nhiên nhất biến ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn muốn đi tránh né, có thể chợt chính là phát hiện, trên thân thể mãnh nhiên nhất trệ, làm hắn đã không kịp tránh né, oanh, cái kia ẩn chứa lực lượng kinh người một quyền, oanh một tiếng rơi vào hắn trên lồng ngực, hắn nguyên khí màu xám tạo thành một tầng có một tầng vòng phòng hộ, nhưng ở một quyền này phía dưới, giống như không có gì đồng dạng, cắt linh nguyên khí phòng hộ từng khúc vỡ nát, sau đó chính là nghe được xương cốt tan vỡ âm thanh vang lên, toàn bộ lồng ngực cũng là lõm xuống dưới. Lực lượng kinh khủng trực tiếp làm cho cắt linh thân hình giống như, như diều đứt dây đồng dạng, bắn ngược mà đi, nặng nề đập vào ngọn núi bên trên chính là nhìn thấy sơn phong trực tiếp bị nện ra một cái to lớn cái hố tiêu viêm thân hình trực tiếp bạo lướt mà đi cũng là tiếp tục truy kích tiến vào cái hố bên trong bụi mù bao trùm thấy không rõ cái hố trong tình huống cụ thể cái hố bên trong nhấc lên một hồi bụi mù bất quá bực này bụi mù rất nhanh liền tản đi lộ ra trong đó hai thân ảnh chỉ bất quá tại mọi người thấy rõ tình huống sau đó tất cả mọi người đôi mắt đều là mãnh nhiên nhất trệ chỉ thấy cái hố bên trong tiêu viêm một tay dắt cắt linh tóc thân hình nhưng là thẳng tắp cắt linh nhưng là trái lại đầu bù phát ra thất xào đổ máu hắn nơi lồng ngực quần áo áo giáp đều thiêu thành cho tàn lộ ra đen nhánh làn da, chật vật quỳ trên mặt đất, trong miệng mơ hồ không rõ, ánh mắt càng là hoảng sợ nhìn xem chính đối hắn lộ ra mỉm cười tiêu viêm, rất nhiều xì xào bàn tán sơn mạch, trong khoảnh khắc cũng là biến thành tĩnh mịch, thậm chí ngay cả phong thanh tựa như tại thời khắc này cũng là xinh đẹp nhân ngưng kết, rất nhiều vô cùng kinh hãi trong tầm mắt, nhìn xem tiêu viêm mặt mỉm cười khuôn mặt, lại nhìn xem cát linh cái kia quỳ gối quỳ dưới đất bộ dáng chật vật, hòa hoãn nói, ngươi là nói, giống như ngươi quỳ xuống sao? Quần sơn ở giữa, đông đảo ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi, nhìn qua ngọn núi xa xa, cái hố bên trong, ở nơi đó nguyên bản hung hãn cát linh nhưng là tại thời khắc này thân chịu trọng thương quỳ gối quỳ xuống đất quan trọng nhất là đây hết thảy phát sinh chỉ bất quá tại chuyển trong nháy mắt ở giữa mấy cái đối mặt công phu tiêu viêm chính là lấy nghiền ép phương thức trực tiếp đem cát linh đánh bại kỳ thực sở dĩ tiêu viêm có thể nghiền ép như vậy cát linh mà là vận dụng tại đối phó linh phong hoa không có thi triển một mực tụ lực oanh thần tí bởi vậy tiêu viêm một quyền này không chỉ có là không sợ hỏa quyền quan trọng nhất là oanh thần tí bộc phát ra uy lực mới là nghiền ép cát linh mấu chốt cái này cái này sao có thể mỗi cái há to mồm, trong đầu càng là giống như có lôi đình thoáng qua đồng dạng, đều là không tin trước mắt một màn này, hình ảnh như vậy thật sự là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, Cát Linh thực lực chính là ở tên này đấu thần liên minh nhị tinh đấu thần, điện chủ phía trên, không nói cái gì, nội tình bên trên chính là tuyệt đối xa xa dẫn đầu, coi như có thể phản kháng chắc cũng là Tiêu Viêm rơi vào hạ phong mới đúng, nhưng bây giờ nhưng là không ra thời gian nửa nén hương, Cát Linh trực tiếp bị Tiêu Viêm một quyền đánh liền bại, hơn nữa nhục thể bị trọng thương giờ khắc này liền xem như lại ngu xuẩn người đều biết trước mắt tên này nhìn thực lực chỉ vẹn vẹn có nhị tinh đấu thần điện hạ kỳ thực bên trên là một gã giả heo ăn thịt hồ chủ phùng nguyệt đáy vực bên trong bạch lăng cùng với hơn ngàn người nhìn thấy một màn này đây mới là thoáng thở dài một hơi cũng là ở nơi này một cái chớp mắt mọi người mới biết được tiêu viêm truyền thuyết không chỉ có riêng là một cái truyền thuyết mặc dù chỉ có hơn trăm người đi theo nhưng mà trước tiên chạy đến tiếp viện nhưng là nhân số ít nhất tại thời khắc này bạch lăng bên cạnh đám người thổn thức đều là cho rằng bọn họ cử điện hạ rộng lượng như vậy không tiếc bất chấp nguy hiểm cũng muốn chạy đến trợ giúp rất nhiều trong ánh mắt khiếp sợ bị tiêu viêm một quyền đánh quỳ cát linh nhổ một ngụ máu đen sau đó ngóc chạy mấy tức mới là phản ứng lại cái kia một đôi trong mắt có vô số tơ máu điên cuồng đem hắn trước mắt bao khỏa ầm ầm hắn quanh thân nguyên khí màu xám từ trong cơ thể bộc phát ra một đạo cường đại gợn sóng nặng nề chấn nhiếp ra tiêu viêm cũng là lui về phía sau vừa rút lui cho dù làm hắn bị thương nặng mà dù sao là một gã đấu thần còn không đến mức tùy tiện thì đến được mức độ trí mạng bàn tay của hắn mãnh nhiên nhất chụp nguyên khí phun trào cưỡng ép để cho mình xương cốt quy vị nát bấy cũng là tạm thời kết nối mà lên cũng không có đánh mất sức chiến đấu cát linh lúc này khuôn mặt âm trầm để cho người ta cảm thấy đáng sợ hắn vằn vện tia máu hai mắt nhìn chằm chằm tiêu viêm xóa sạch trên khóe miệng tràn ra tiền huyết, cái kia trong kẽ răng toát ra tới hoa vực, tràn đầy nồng nặc sát ý, ha ha, quả nhiên đấu thần liên minh không có nhuyễn đản, hôm nay ta thật là sơ suất, ẩn giấu thực lực, hoàn toàn chính xác có tâm cơ, bất quá cũng bình thường, nhưng một chiêu này ngươi không thể giết ta, cái kia chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội. Cát Linh hít sâu một hơi, cấp tốc dùng nguyên khí khôi phục thân thể thương thế, mặc dù không có cách nào khỏi hẳn, nhưng ít ra có thể tiếp tục chiến đấu, bất quá nhìn xem Cát Linh chật vật như vậy bộ dáng, một bên đồng hồ nhưng là nhướng mày lạnh lùng nói cát linh ngươi được hay không nếu là không được hay là ta đến giải quyết chớ có sơ xuất đến từ đấu thần người trong liên minh ngươi cũng dám sơ xuất không cần cát linh cắn chặt hàm răng khanh khách vang dội cho dù đến bây giờ cũng là cắn răng kiên trì đè lên trong nội tâm sát y mãnh liệt đạo vừa mới ta khinh thường yên tâm chỉ cần ta không chết ta liền sẽ đem hắn ra cho lột bỏ tới lúc trước tiêu viêm một quyền kia sức mạnh kinh người đến kinh khủng nhưng Cát Linh lại không có cảm thấy quá cường hãn thần chi nguyên khí, cho nên hắn cho rằng, nếu như một quyền kia không phải hắn quá mức sơ suất, là hoàn toàn có thể ngăn cản tới. Oanh, Cát Linh trực tiếp bay trên không mà hắn, nguyên khí màu xám điên cuồng phun trào, bốn phía tràn ngập một loại tĩnh mịch âm lãnh hương vị, phảng phất nhiệt độ cũng là thấp xuống không thiếu, nguyên khí màu xám không ngừng bốc lên, trong lúc mơ hồ, càng là tại Cát Linh sau lưng hóa thành một mảnh màu xám cho tĩnh mịch chi hải, quanh mình thế lực khác nhưng là chật chật lên tiếng, đều là tò mò nhìn cái này khiến người rung động chiến đấu. Rõ ràng, vị này thiên hà hải tới thiên kiêu, bị tiêu viêm nhục nhã sau đó chính là cũng không còn dám chút nào giữ lại trực tiếp bạo phát ra tự thân mạnh nhất nguyên khí nội tình đều bộc phát ra cát linh lơ lửng ở tiêu viêm trên đỉnh đầu cư cao lâm hạ nhìn xem cái kia vần vện tia máu ánh mắt có thể gặp được hắn bây giờ tức giận trong lòng nguyên khí màu xám càng là giống như sát phạt tử thần đồng dạng lần này hắn không có lại nói bất kỳ nói nhảm mà là hai tay khép lại cấp tốc biến ảo nhất thời toàn bộ nguyên khí màu xám chính là giống như trên biển như vòng xoáy vậy ùm ùm xoay tròn ra một cỗ cùng bạo lại tràn đầy hủy diệt chấn động khí thế chính là lan ra bốn phía lan tràn mất đi khí tức, mọi người đều là sắc mặt vô cùng lo lắng, trong mắt càng là đều để lộ ra nồng nặc vẻ kiêng rẻ, huyết thần xé trời tay, đây chính là cát linh mạnh nhất lá bài tẩy, hắn sắc mặt ngưng trọng, dù sao bị thương, tự hiểu không thể cùng tiêu viêm đánh lâu, cho nên chỉ có thể sử dụng lá bài tẩy của mình, muốn trực tiếp lấy được ưu thế tuyệt đối, lấy nội tình chi lực tới nghiền ép tiêu viêm, đồng hồ nhìn qua một màn này, cũng là khẽ gật đầu, biết được cát linh không tiếp tục ngu xuẩn cùng tiêu viêm chào hỏi, mà là trực tiếp thi triển hắn mạnh nhất át chủ bài, đối mặt cát linh đạo này công kích, đồng mắt hổ thần cũng là hơi hơi ngưng lại rõ ràng cũng là cảm thấy không tầm thường ba động, đối nó cũng muốn nghiêm mặt hai điểm, chắc hẳn liền xem như tiêu viêm phía trước che giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ, đạo này thế công cũng đủ rồi phân ra hai người thắng bại, chiến đấu giữa cường giả cũng không có quá rườm rà, dù sao thực lực càng mạnh, thi triển ra át chủ bài, sức mạnh mang tính hủy diệt, liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ phân ra thắng bại, rầm rầm rầm, nguyên khí màu xám hình thành một vùng biển sao bên trong, bắt đầu không ngừng hướng về phía trước nhô lên, phảng phất có được một cái khổng lồ chi vật muốn từ trong đó phá mây mà ra, cát linh ánh mắt tập trung vào tiêu viêm, Hai tay khép lại, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy cái kia phiến nguyên khí màu xám bên trong, một cái to lớn huyết thủ tê dít gào đi ra, nó mạnh mẽ lực áp bách nhất thời làm người không thở nổi, trực tiếp bao phủ non nửa góc trời tế, hướng về Tiêu Viêm hung hăng xé rách mà đến, toàn bộ không gian phẳng phất đều lại vì chi run rẩy, cường đại kình phong càng làm cho phía dưới sân phong từng khúc vỡ nát, bất quá cái này thần tích nhưng là kỳ lạ, có bản thân khôi phục năng lực, hủy diệt hết thảy, trong nháy mắt sẽ tự mình tái tạo, Tiêu Viêm đứng lặng tại ngọn núi bên trên, nhìn lên trước mắt không ngừng phóng đại huyết thủ, trong mắt cũng là thoáng qua một vòng tinh mang cái này cát linh thực lực đích thật là rất nhiều trong thế lực việc nhân đức không nhường ai tồn tại không chỉ có nội tình hùng hậu hơn nữa còn có được mạnh mẽ như vậy đấu kỹ ít nhất cũng là đạt đến vực giai trung phẩm thậm chí có hy vọng đi tới vực trên bậc phẩm cũng khó nói nhưng rõ ràng máu này thần sẽ trời tay tại cát linh trong tay còn chưa hoàn toàn rất nhuẩn nhuyễn thậm chí có thể nói thi triển ra có chút miễn cưỡng máu này trên tay có một cỗ âm tử chi khí theo lý thuyết muốn triệu hoán người đã chết sức mạnh, thi triển ra tự nhiên là tương đương tốn sức, thiên hà hải sao, chưa nghe nói qua, nhưng thực lực rất mạnh, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng kết ở cát linh áo bào phía trên, chữ rất nhỏ, nhưng Tiêu Viêm nhưng là có lưu ý, nhìn xem huyết thủ phô thiên cái địa cuốn tới, Tiêu Viêm trong mắt nhưng là không có chút nào vẻ sợ hãi, thậm chí không có nửa điểm phải tránh dấu hiệu, mà là bình tĩnh nhìn qua gào thét mà đến huyết thủ, bộ dáng như vậy, làm cho Bạch Lăng một đám lại lần nữa vì Tiêu Viêm kéo chặt tiếng lòng, cơ dạ đám người tự nhiên là tránh né rất xa, mà trong đội ngũ một chút tam tinh lão tướng cũng là cho mày bởi vì nhìn xem công kích như vậy tiêu chuẩn, liền xem như bọn hắn cũng muốn châm trước châm trước phải chăng có thực lực tiếp được. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm khẽ nhách miệng, chính là gặp trong miệng, hiện lên một cái xưa cũ con thoi, phía trên hiện đầy đường vân, lúc này Tiêu Viêm nguyên khí cũng là điên cuồng tràn vào con thoi ở trong, cái này con thoi không có cái gọi là đấu kỹ gia trì, chỉ có đơn giản sức mạnh bộc phát, có thể kha mây cho tiêu viêm cái này hư không chi toa, chỗ cường đại, mà có thể dung nạp liền tiêu viêm đều không thể dò xét nguyên khí trình độ, tựa như vô luận bao nhiêu nguyên khí cũng có thể hấp thu, tiếp đó có thể đem nguyên khí hóa thành lực lượng cường đại, mà nguyên khí rót vào càng nhiều, uy lực của nó chính là càng mạnh. Tiêu viêm bây giờ mặc dù chỉ có 4 vạn 9 ngàn tinh thần, có thể tiêu viêm biển sao khác biệt, hắn 4 vạn 9 ngàn tinh thần, nhưng là có thể so sánh bình thường đấu thần chính vạn tinh thần nội tình hắn biển sao không phải thiên cấp mà là biến dị biển sao có được hai cái biển sao liền tựa như thể nội có hai người đồng dạng tiêu viêm trong miệng hư không chi toa từ từ nổi lên lúc này theo tiêu viêm quán chú cái này con thoi vậy mà tại tiêu viêm chăm chú ở tại phía trên xuất hiện một đầu tỏa sáng đường vân tiêu viêm lúc này mới cẩn thận quan sát dạng này đường vân càng là có mười đạo nhìn thấy một màn này tiêu viêm cũng là trong nháy mắt hiểu rõ ra chính mình bây giờ quán chú nguyên khí mới đốt sáng lên cái này hư không chi toa đạo thứ nhất năng lượng văn, uy lực của nó lớn nhất có thể nhường 10 đạo năng lượng đường vân toàn bộ thắp sáng, hơn nữa sáng lên đường vân cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng, mà Tiêu Viêm ít nhất rót vào chính mình gần 2 3 tinh thần, chừng 3 vạn tinh thần, cũng chính là người bình thường 6 vạn tinh thần, bực này số lượng chỉ bất quá mới miễn cưỡng thắp sáng một đầu, vậy phải 10 đầu cùng một chỗ thắp sáng, chẳng phải là cần trăm vạn, thậm chí ngàn vạn, đều là cấp độ kia uy lực, có lẽ mới gọi là chân chính hư không chi toa, đại sư huynh cho bảo bối, nhưng không có dưới mắt nhìn đơn giản như vậy, Tiêu Viêm con mắt nổi lên tinh quang tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau đó ánh mắt đột nhiên nâng lên nhìn về phía huyết thủ trong mắt tràn đầy tự tin hư không chi toa tại tiêu viêm trước mặt bắt đầu xoay tròn loại này tốc độ xoay tròn chính là tiếp theo một cái chớp mắt liền như là như đạn pháo lướt ầm ầm ra nhưng tiêu viêm hư không chi toa cùng cát linh máu này tướng tay so giống như kiến càng lay cây đồng dạng hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc cát linh thấy thế cũng là cười lạnh một tiếng lộ ra xem thường thực sự là không biết sống chết đồ chơi cát linh nhìn qua một màn này sắc mặt trở nên phá lệ dữ tợn hắn đối với mình cái này một cái át chủ bài có thể nói là vô cùng tự tin ít nhất tại hắn cho rằng đấu thần liên minh cũng chính là một đám cáo mượn oai hùm phế vật mà thôi huống chi trước mắt tiêu viêm thực lực còn tại hắn phía dưới cùng lúc đó ánh mắt mọi người đều hội tụ ở hai người bọn họ trên thân bao quát đồng hồ cũng là đưa mắt về phía tới đồng hồ cũng không gấp gáp đi tìm bạch lăng đám người phiền phức ngược lại là rất hiếu kỳ cát linh cùng tiêu viêm hai người tình hình chiến đấu nhưng ở rất nhiều người trong mắt, lúc này cũng không có tại xem nhẹ Tiêu Viêm ánh mắt, dù sao Tiêu Viêm trước đây một quyền kia đã để đám người biết được, tên này đến từ đấu thần liên minh thực lực bất quá mới nhị tinh đấu thần điện hạ, cũng không có dễ trêu chọc như vậy, bất quá một cái chớp mắt này, các linh thế công khí thế bằng bác, trái lại Tiêu Viêm ở đây, chính là lộ ra hơi bình thản, hơn nữa cảm giác không thấy quá lớn nguyên khí ba động, về khí thế Tiêu Viêm phải yếu hơn một bậc, tựa như một quyền kia đã dùng hết toàn lực của hắn đồng dạng, đám người ánh mắt tò mò cùng với đem tim đều nhắc tới cổ họng, loại chiến đấu này, nhìn qua lại kích động lại lệnh người hưng phấn, coi như chuyến này không có đạt được bao nhiêu tạo hóa, quan sát quan sát như vậy chiến đấu, cũng là đối tượng thân tu hành cùng đạo tâm có trợ giúp, mọi người ở đây ánh mắt chăm chú, tiêu viêm hư không chi toa tốc độ cực nhanh, hơn nữa tốc độ càng nhanh, xoay tròn tốc độ càng là càng nhanh, ở tại bốn phía cuốn theo hắn một cái vòng phong đao, từ hắn trên không lướt qua lúc, lực lượng cường đại trực tiếp làm cho phía dưới sân phong sinh sinh hoạch xuất ra một đường thật dài khe rãnh, tung bay bụi đất, trong nháy mắt giống như bình tĩnh nước biển khơi dậy ngàn tầng sóng biển, hư không chi toa cuốn theo kình phong bao phủ bụi đất, trực tiếp biến thành một cái vòi rồng trong nháy mắt mở rộng thanh thế chính là làm cho đám người cùng với cát linh đôi mắt hơi hơi có rút ẩm vang một tiếng huyết thủ cùng tiêu viêm hư không chi toa đột nhiên đụng vào nhau giữa hai bên bộc phát ra nguyên khí uy lực đều là trước nay chưa có mạnh mẽ phát ra dư chấn càng là khiến cho phía dưới tầng thổ trực tiếp nổ tung phá toái cát linh đôi mắt đột nhiên rụt lại sắc mặt càng là ngưng trọng kỳ thực bên trên tế ra huyết thủ thời điểm hắn chính là làm xong tiêu viêm ẩn giấu thực lực chuẩn bị có thể cát linh xa xa đánh giá thấp tiêu viêm thực lực hay là đánh giá thấp tiêu viêm át chủ bài hư không chi toa loại bảo vật này đấu thần trong liên minh cũng là thuộc về chân vật người sử dụng thấp đến đấu tiên cao đến đấu thần ngũ tinh đấu thần thậm chí mạnh hơn đấu thần hư không chi toa cũng là một cái tuyệt đối lợi khí tại bực này thần khí trước mặt cát linh đấu kỹ tự nhiên sẽ có vẻ hơi giật gấu vá vai đây cũng là lá bài tẩy của ngươi sao bất quá muốn như vậy liền đón lấy máu của ta thần xé trời tay chưa hẳn cũng quá ngây thơ một chút cát linh mặt lộ vẻ xâm nhiên hắn như trước vẫn là có đầy đủ lòng tin đương nhiên lòng tin này cũng không biết là đến từ đâu có lẽ là bởi vì thiên hà hải cũng không thường thường ra ngoài cho nên Cát Linh có phần vẫn là tự đại một chút, hai người va chạm, trong nháy mắt bao phủ ra, không cách nào hình dung tiếng vang cực lớn chính là từ hắn bên trên bầu trời vang vọng, ngay sau đó cái kia cuồng bạo nguyên khí phong bạo từng tầng từng tầng tiếp tục quét ngang, điên cuồng rằng co, đây là giữa hai người nội tình đối kháng, như vậy đối cứng, làm cho quanh mình vô số người mã là tê cả da đầu, một vòng một vòng khoách tán sóng xung kích cũng là nhấc lên cuồng phong, thổi đám người tiếng gió bên tai tê rít gào, hắn như người tránh né, tựa như tránh ra, nhưng hắn cắn răng một cái, chính là phát hiện mình một cánh tay không có máu thịt bê bé bét mà giữa không trung máu của hắn tay hiển lộ ra huyết thủ đình chỉ động tác theo nhìn sang chính là phát hiện máu này tay trung ương xuất hiện một cái lỗ máu đã mất đi trèo trống lại sau đó liền đều vỡ nát cát linh con người thích chặt hóa thành to bằng lỗ kim xa xa thân ảnh hai tay ôm ngực một bộ khoan thai tự đắc bộ dáng đang mang theo nụ cười nhạt theo dõi hắn làm sao có thể ngươi chỉ là một nhị tinh đấu thần thôi cát linh sắc mặt trắng bệch khó mà tin được trước mắt kết quả hắn biết được dạng này đối kháng hai lần đối kháng lần thứ nhất kỳ thực cát linh cũng không nhường điểm này hắn biết rõ lần thứ hai thi triển át chủ bài hắn nghĩ liều mạng nhưng kết quả vẫn như cũ hắn thi triển ra mình tối cương át chủ bài vẫn lấy làm kiêu ngạo át chủ bài nhưng hắn vẫn là bị tiêu viêm nghiền ép lúc này nội tâm của hắn bên trong đã xuất hiện hàn ý hắn không còn dám xem thường tên này chỉ có nhị tinh đấu thần điện chủ ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía đồng hồ lúc này tiêu viêm hư không chi toa còn không có ngừng vẫn tại trên không càn quấy một cái xoay quanh tiếp tục hướng về cát linh gào thét mà đến tiêu viêm một cái chớp mắt này cũng là cước bộ nhô ra thân hình hóa thành tàn ảnh điên cuồng hướng về cát linh lao đi cát linh lập tức toàn thân lạnh buốt bởi vì hắn biết tiêu viêm đã đối với hắn lên sát tâm hơn nữa bây giờ chính là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất nhìn xem tiêu viêm bạo lướt mà đến hắn lập tức lui về phía sau vội vàng bắn ngược cùng lúc đó dùng đến thanh âm the thé quát ẩm lên đồng hồ ngay tại hắn thân ảnh bắn ngược nửa cái hô hấp thời điểm Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm hóa thành tàn ảnh đã đến trước mặt hắn, lộ ra bàn tay lửa đốt diễm cùng lôi đình, trực tiếp nắm cát linh đầu người, trong nháy mắt kéo hắn lại, các ngươi giết chúng ta đấu thần liên minh hơn trăm đệ tử, phải không? Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Viêm ánh mắt băng lãnh lại tràn ngập túc sát, mà Cát Linh ánh mắt run rẩy cơ thể đều đang run rẩy, tiếng quát khẽ từ Tiêu Viêm trong miệng chậm rãi truyền ra, không cần giảng giải, lấy mạng đi giải thích, Cát Linh kinh hãi, tất cả nguyên khí cùng linh hồn chi lực đều tuôn ra, muốn đem Tiêu Viêm đánh văng ra, bất quá lúc này Tiêu Viêm quanh thân xông ra nguyên khí nhưng là tại cát linh phía trên cát linh một chiêu này huyết thần xé trời tay dùng hắn số lớn thần chi nguyên khí bây giờ lại cùng tiêu viêm liều mạng nội tình tự nhiên là tranh lệch không chỉ một sao nửa điểm tiêu viêm hỏa diễm cùng lôi đình từ trong tay bao trùm mà ra ngay tại cát linh ánh mắt kinh hãi bên trong ẩm vang một tiếng cát linh đầu người trong nháy mắt nổ thành nát bấy hóa thành một bộ không đầu thi bất quá lúc này tiêu viêm cũng không cứ như thế mà buông tha hỏa diễm bay lên trong nháy mắt lan tràn cát linh toàn bộ nhục thân hỏa diễm chi trung, tiêu viêm đem cát linh mấy viên nạp giới nhận lấy, những thứ khác trong nháy mắt chính là hóa thành cho bụi, phí hết nửa ngày kình cũng phải thu chút lợi tức, cát linh bị tiêu viêm giết chết trong nháy mắt, quanh mình giữa cả thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, giữa không trung hai thân ảnh chỉ còn lại có tiêu viêm, mà cát linh sau khi chết tiêu viêm thậm chí ngay cả nhục thể cũng chưa từng buông tha, tính cả linh hồn cùng một chỗ bị tiêu viêm đốt cháy thành cho. nếu như nói phía trước tiêu viêm một quyền đánh lui cát linh, đám người ngược lại còn có thể tại lý giải trong phạm vi, bởi vì cát linh sơ suất hoặc là tiêu viêm giả heo ăn thịt hổ, nhưng dưới mắt một màn này lật đổ tất cả mọi người bọn họ nhận thức, Cát Linh cái này một cái sát chiêu, đã là hắn mạnh nhất sát chiêu, chỉ bất quá tại Tiêu Viêm hư không chi toa dưới sự so sánh, Cát Linh chiêu số này lộ ra cũng có chút bất lực cùng tái nhợt, nhưng mọi người biết rõ, Cát Linh một chiêu kia huyết thần xé trời tay, cũng không có mấy người có thể đón đỡ được, nhưng ai cũng không nghĩ tới, ở nơi này ánh lửa đất đèn ở giữa, Cát Linh bị bại chính là dứt khoát như vậy, hai chiêu đều là hoàn toàn không thể chống đỡ được Tiêu Viêm công kích, loại này nghiền ép tính kết quả, làm cho tất cả mọi người đều không tin, trầm mặc sau một hồi lâu, khi này chút ánh mắt một lần nữa hội tụ tại Tiêu Viêm trên người thời điểm, đó đã là tràn đầy nồng nặc vẻ kiêng rẻ, lúc này bọn hắn mới là hiểu được, trước mắt tên này vẻn vẹn thực lực chỉ có nhị tinh đấu thần điện hạ, vì cái gì có thể trở thành đấu thần trong liên minh điện hạ rồi, Phùng Nguyệt trong cốc, Bạch Lăng chờ đông đảo đấu thần liên minh đệ tử, đều là ánh mắt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Bọn hắn mặc dù biết Tiêu Viêm thực lực không kém, nhưng không ngờ tới vậy mà lấy như vậy, nghiền ép tính phương thức liền đánh bại thực lực cao hơn, hắn một cái tam tinh đấu thần, không có chút nào dây dưa dài dòng, bọn hắn phía trước chính là cùng cái này Cát Linh từng có giao phong, biết rõ hắn thực lực cường hãn, liền Bạch Lăng ở tại trong tay cũng chiếm không được bao nhiêu chỗ tốt, nhưng mà tại Tiêu Viêm thủ hạ, Cát Linh nhưng là lộ ra yếu ớt như vậy lại không kham nhất kích, nam nhân này, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, Bạch Lăng ánh mắt phức tạp, hắn bây giờ thật sự may mắn, may mắn chính mình thủ hộ ở Tiêu Viêm bên cạnh, cũng may mắn có thể trông thấy một cái nam nhân đang lấy tất cả mọi người bọn họ đều, không thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng trưởng thành lấy, chúng đấu thần liên minh đệ tử càng là không cần nói nhiều, ánh mắt đều là tràn đầy kính sợ, Thiên Hà Hải chúng đệ tử nhưng là nhao nhao tức giận phát run, Cát Linh bị giết sau đó, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn đã mất đi đội trưởng, đương nhiên, rõ ràng Thiên Hà Hải ở nơi này thần tích ở trong, cũng không chỉ cái này một chi đội ngũ, bây giờ bọn hắn nhào tới, chỉ sợ cũng là thiêu thân lao đầu vào lửa, đều là không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhìn về phía Vạn Ma Điện đồng hồ, lúc này đồng hồ cũng là hơi sửng sốt thật lâu mới là lấy lại tinh thần ngay sau đó sắc mặt của hắn trở nên rất ngắn âm trầm thiên hà hải sao tiêu viêm thì thào ánh mắt của hắn cũng là chậm rãi bắn ra đến rồi đồng hồ trên thân dù sao ở đây tựa như chỉ có đồng hồ trên thân mới tản ra không kém ba động bớt nói nhiều lời ra tay đi tiêu viêm thon dài thân hình thẳng tắp mà đứng vẫn là một thân áo bào đen lộ ra lăng lệ mà anh tuấn nhìn về phía đồng hồ đồng thời sát ý trong mắt cũng là tản ra bị tiêu viêm chỗ khiêu khích đồng hồ tự nhiên là không vui bước chân dừng lại thân hình chính là hóa thành một tia khói xanh tiếp theo một cái chớp mắt chính là xuất hiện ở tiêu viêm trên đỉnh đầu bàn tay từ thiên xuống hướng về tiêu viêm môn mà đi ta ngược lại muốn nhìn một cái nhị tinh đấu thần có thể lật lên cái gì giang hải đồng hồ trưởng biến thành chảo bén nhọn kình phong tóc thẳng vào mặt tiêu viêm ánh mắt ngưng lại cũng là không sợ chút nào nhưng cả người nguyên khí đều phun trào mà ra trong tay sớm đã sớm ngưng tụ ra mấy chục đạo không sợ hỏa liên đồng hồ cho tiêu viêm cảm giác cùng cát linh khác nhau rất lớn cát linh căn cơ phiêu hốt tuy cũng là tràn đầy lệ khí nhưng là cùng đồng hồ so sánh, hai người đơn giản không ở cùng một cấp bậc. đồng hồ bề ngoài chính là lạnh lùng không thiếu, cái kia giữa hai lông mày phẳng phất đầu người lấy một cỗ âm khí, cái này không biết là sát hại bao nhiêu mạng người mới có lệ khí. hơn nữa thực lực càng là tại cát linh phía trên đối mặt tiêu viêm, đồng hồ mang theo không gọt nhưng mà ra tay nhưng lại không có nửa phần sơ suất, mà là trực kích tiêu viêm yếu hại, thậm chí muốn một chiêu liền giải quyết đi tiêu viêm. hai người đều là song trưởng, đồng hồ nguyên khí chính là màu đỏ nhạt, giống như máu tươi chảy đồng dạng, phẳng phất còn có thể vấn đạo trong đó mùi tanh. tiêu viêm nhưng là cuốn lấy hỏa diễm cùng lôi đình thái cổ thần lôi thể cũng là thôi động đến rồi cực hạn, bây giờ cũng còn còn chỉ là chân lôi thể, muốn đạt tới chân chính thái cổ thần lôi thể, Tiêu Viêm cần thời cơ, cần ít nhất một mảnh đủ cường đại lôi đình chi hải, nghe nói đấu thần trong liên minh lôi thần từng lưu qua một mảnh, nhưng Tiêu Viêm cho đến nay còn chưa phát hiện cái này lôi hải đến tột cùng ở nơi nào, đợi đến thực lực để thăng sau đó, mới có tư cách cùng quyền nói chuyện đi tìm kiếm một chút lôi thần lưu lại lôi hải, đến tột cùng tại đấu thần liên minh nơi nào, thái cổ thần lôi thể lệnh Tiêu Viêm nhục thể chi lực ước chừng tăng lên mấy lần, nhưng giờ này khắc này đối mặt đồng hồ một trường này, e rằng vẫn như cũ có chút phí sức cho nên trên mặt nổi tiêu viêm muốn cùng hắn đối cứng kỳ thực trong đôi mắt đã nổi lên vòng ánh sáng bờ môi nhẹ nhàng khiêu động rượu sụp đổ khoảng cách rất gần tránh cũng không thể tránh đồng hồ cả kinh trước mắt tại một mảnh ban ngày hiện ra sau đó chính là bị bóng tối thôn phệ một cái chớp mắt này hắn đã mất đi hết thảy linh hồn cùng nhục thể đồng thời mù đồng hồ trong lòng mắng to nhưng lại chẳng ăn thua gì đợi ngày khác khôi phục thần trí thời điểm một lần nữa nắm giữ cơ thể lúc cánh tay hắn đều đứt gãy xương ngực cũng là như thế, nhục thân đã là trọng thương, theo sau chính là truyền đến đau đớn kịch liệt tiếng gào thét, nhưng mà dù sao đấu thần, tốc độ khôi phục nhưng là cực nhanh, dù vậy, hắn cũng không đánh mất năng lực chiến đấu, mà ở đồng hồ mù thời gian bên trong, đám người nhưng là lại lần nữa thấy choáng mắt, đồng hồ không nhúc nhích, tùy ý tiêu viêm công kích, từng đạo cuốn lấy âm thanh xé gió cùng hỏa diễm lôi đình nắm đấm đều gào thét, trực tiếp đánh tới đồng hồ tỉnh lại, lúc này đồng hồ vội vàng lui về phía sau bắn ngược, một mặt hoảng sợ nhìn xem tiêu viêm, Hắn bây giờ cũng không có hiểu được vừa mới xảy ra chuyện gì, chính mình giống như vây ở, nhưng lại cũng không phải là linh hồn chi lực, không làm rõ ràng được đồng hồ càng là cảm giác tê cả da đầu, đám người ngược lại là nhìn thấy bạch quang, nhưng xa xa nhìn chăm chú đám người cũng là thoáng ngắn ngủi mù, phút chốc chính là khôi phục, cho nên bọn hắn nhìn thấy đồng hồ, bị Tiêu Viêm đánh không thành nhân dạng một loạt động tác, ngươi dùng cái gì âm hiểm chi thuật, đồng hồ khóe miệng tràn ra tiên huyết, tức giận nhìn xem Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm nhưng là lắc lắc nắm đấm, chật chậc miệng, ngươi một thân này tiện cốt đầu, vẫn rất cứng rắn tiêu viêm lộ ra mỉm cười đối mặt đồng hồ vấn đề tự nhiên là tránh không đáp càng là như thế đồng hồ càng là hoảng hốt loại kia cảm giác vô lực đồng hồ không giống tại kinh lịch lần thứ hai đấu thần liên minh điện hạ sao ta nhớ kỹ rồi đồng hồ lạnh lùng nói lúc này một bên chính là có tiếng thét tựa hồ còn có người mã đang chạy về nơi đây sắc mặt của hắn âm trầm đồng hồ rất thông minh tại không có làm rõ ràng phía trước hắn sẽ không tại tùy tiện đối với tiêu viêm ra tay rồi phương xa chuyển đến tiếng thét rất rõ ràng những thế lực này nhất định là chạy cái này lục sắc lưu ly nguyên khí mà đến đồng hồ nhíu mày, hắn ăn quả đắng, bây giờ nhân mã càng ngày càng nhiều, nếu là còn có đấu thần liên minh đội ngũ đuổi tới, e rằng hôm nay ngỏm tại đây thì sẽ là bọn họ, ngươi có dám báo lên tính danh? Đồng hồ xâm sâm nhìn xem tiêu viêm, cũng là không dám tùy tiện ra tay, tiêu viêm nhíu mày, đám người cho là tiêu viêm sẽ ngạo nghĩa nói ra tên của mình, nhưng sau một khắc, tiêu viêm mà nói nhưng là làm cho đám người kinh ngạc á khẩu không trả lời được, không dám, đơn giản hai chữ, làm cho đồng hồ cũng là hơi chậm lại, theo sau chính là lộ ra nụ cười chế nhạo, hèn nhát, muốn đi mới là hèn nhát, xin hỏi hèn nhát nói ai là hèn nhát, tiêu viêm tự tiếu phi tiếu nhìn xem đồng hồ cùng hắn bắt đầu chơi miệng pháo hè nhát nói ngươi là đồng hồ tức giận là đầy mặt đỏ bừng lúc này liền là muốn trở về mắng tiêu viêm nhưng mới vừa nói mấy chữ chính là biết được chính mình cư nhiên bị tiêu viêm cho đùa bỡn thật tốt ngươi không nói cũng được ta nhớ kỹ rồi hình dạng của ngươi yên tâm ta sẽ tìm tới cửa đồng hồ nghiến răng nghiến lợi tiêu viêm không cho là đúng nhún vai thuận tiện bồi thêm một câu hèn nhát muốn đi cũng là một hồi chúng ta đấu thần liên minh viện binh đến rồi các ngươi có thể đi không được phải đi lời nói ta xem lộ ra tại tiêu viêm hai tay ôm ngực một bộ nhiều hứng thú biểu lộ nhìn xem đồng hồ cùng lúc đó phương xa truyền đến giày đặc thân ảnh lại không biết có phải hay không đấu thần liên minh nhưng nếu thật sự là đấu thần liên minh viện binh tình huống như vậy liền không xong ngươi như thế ưa thích tranh đùa miệng lưỡi về sau ta sẽ để cho ngươi có cơ hội thần tích còn không có kết thúc khi ngươi phải cẩn thận ở đây ngươi nhiều hơn một cái tử định đồng hồ lạnh như băng nhìn xem tiêu viêm mà tiêu viêm nhưng là cười cười như thế vừa vặn không phải vậy ta còn thực sự cảm thấy cái này thần tích đùa nghịch có chút nhàm chán đâu tiêu viêm cười nói thân ảnh càng ngày càng gần đồng hồ biết được không thể lại cùng tiêu viêm nói nhảm lúc này liền là vẫy tay một cái đi cấp tốc dẫn theo nhân mã của mình rút lui kỳ thực là đồng hồ thực lực không kém thậm chí xa xa mạnh hơn tiêu viêm có thể tiêu viêm chiêu số làm hắn ăn quả đắng coi như chân chính khai chiến song phương đều là không có ai sẽ chiếm được chỗ tốt kèm theo hai chiêu giải quyết đi cát linh sau đó hoặc nhiều hoặc ít cũng là chấn nhiếp đến rồi đồng hồ biết được tiêu viêm nhưng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy nội tình không biết thâm hậu đến rồi dạng gì cấp độ đồng hồ mang theo đội ngũ rời đi mà thiên hà hải đã mất đi cát linh cũng là giống như thủy triều cấp tốc rút đi trong nháy mắt cái này phùng nguyệt đáy vực chỗ chính là chỉ còn lại có đám người tiêu viêm mặc kệ đồng hồ bỏ xuống bao nhiêu ngoan thoại nhưng là mặc cho ai cũng nhìn ra bọn họ rút lui lộ ra là hôi lưu lưu hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút chật vật càng xa xôi người quan chiến mã chính là tấm tắc lấy làm kỳ lạ khi trước cục diện là đấu thần liên minh hoàn toàn rơi vào hạ phong ai cũng không ngờ tới đấu thần liên minh nhưng là giết ra dạng này một cái điện hạ thực lực chỉ vẻn vẹn có nhị tinh đấu thần nhưng là cứng rắn diệt sát đi tam tinh đấu thần cát linh đã đẩy lui vạn ma điện đồng hồ ai cũng không biết được là như thế nào làm được nếu không phải tận mắt đoán sợ rằng không ai dám tin hôm nay sẽ xuất hiện hí kịch tính như vậy một màn này đấu thần liên minh điện hạ quả thật không phải hạng người tầm thường tên này điện hạ ngược lại là lạ mắt tựa như là đấu thần liên minh mới điện hạ làm vạn ma vực cùng thiên hà hải đội ngũ sau khi rút lui những cái kia đội ngũ xa xa chính là thất vọng lắc đầu nguyên bản bọn hắn còn trông cậy vào cái này mấy thế lực lớn đi tìm cái này lục sắc lưu ly nguyên khí chi địa ở nơi nào hiện tại xem ra là không có có cơ hội bất quá ngắn ngủi mấy phút thời gian mảnh này xảo tạp sơn mạch lâm phong ở giữa chính là dần dần trở nên an tĩnh lại không thiếu thế lực cũng là nhao nhao rời đi tại các phương mọi người rút đi sau đó lúc này mới có rất nhiều thanh âm xé gió gào thét mà đến nhao nhao đi tới phủng nguyệt đáy vực phía trước những thứ này thân ảnh tự nhiên tất cả đều là đến từ đấu thần liên minh Cầm đầu là một gã nữ tử, người tài cao gầy, một thân tinh xảo giáp đỏ, hai chân thon dài cùng với uyển chuyển vừa ôm eo thon trần trụi bên ngoài, cái kia tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ lo lắng, Bạch Lăng Điện Hạ, các ngươi không có sao chứ? Ánh mắt của bọn hắn trước tiên thấy được Bạch Lăng đám người, không ngại đoạt giải quán quân Tiêu Phong Điện Hạ đến đây trợ giúp, diệt sát một cái Thiên Hà Hải lĩnh đội, vạn ma vực người cũng là bị Tiêu Phong Điện Hạ chỗ đẩy lui, Bạch Lăng nghiêm nghị nói, vừa mới nói xong, đám người lúc này mới quay đầu nhìn về phía cách đó, không xa đang mang theo chỉ có chút ít không hơn trăm còn lại người Tiêu Viêm nguyên lai like, tiêu phong điện hạ chạy đến chúng ta đến chậm thực sự là xin lỗi nữ tử hơi hơi ôm quyền chắp tay nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt nhưng cũng là có mấy phần chất vấn nhưng rất nhanh loại này chất vấn chính là biến mất bởi vì phùng nguyệt trong cốc đám người vang lên một hồi reo hò sôi trào thanh âm đa tạ tiêu phong điện hạ từng đạo gửi tới lời cảm ơn thanh âm không ngừng vang vọng ngay sau đó chính là phô thiên cái địa đối với tiêu viêm tán dương dựa sát vào tiêu viêm trên mặt chỉ là nổi lên mỉm cười thản nhiên hơn nữa hướng về phía đám người gật đầu ra hiệu trên thân tản mát ra khí thế nhưng là nghiền ép nơi này tất cả mọi người Phản phất hắn mới là ở đây tất cả mọi người lĩnh đội, Tiếu Linh Nga gặp qua Tiêu Phong điện hạ, nữ tử chắp tay ôm quyền, thân thể hơi chắp lên, liếc nhìn lại chính là một mảnh trắng nõn, làm cho người sắt lúc là tâm thần thanh thản, liền Tiêu Viêm cũng là nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, Tiêu Viêm cũng là hơi hơi ôm quyền đáp lễ, nhìn xem Tiếu Linh Nga chính là mỉm cười, nếu các ngươi sớm tới một bước, chúng ta ngược lại là có thể lời ít một đợt, đem những cái này rác rưởi toàn bộ cho tiêu diệt, Tiếu Linh Nga sau lưng nhưng là gần ngàn tùy tùng, cũng không so Bạch Lăng ít hơn, có thể thấy được, mỹ nữ này dường như đang nơi nào vẫn như cũ đều rất nổi tiếng. Hơn nữa Tiêu Viêm nhìn xem Tiếu Linh Nga, cùng với Bạch Lăng nhìn về phía Tiếu Linh Nga biểu lộ Tiêu Viêm chính là đoán được, cái này Tiếu Linh Nga thân phận e rằng không đơn giản, lại thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng sau lưng lại có nhiều như vậy tùy tùng, trong đó thậm chí cất giấu một chút khí tức cường đại, tựa như toàn bộ đều là đang bảo vệ nàng, Tiêu Phong điện hạ nghe đồn sớm đã nghe thấy, dám một mình hơn trăm người liền đến đây trợ giúp, bực này đảm phách, e rằng đấu thần trong liên minh quả thật chưa có, Linh Nga bội phục, Tiếu Linh Nga bé thỏ trắng loạn chiến, làm cho ánh mắt mọi người khó tránh khỏi đều sẽ bị hấp dẫn tới, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng kết tại Tiếu Linh Nga trên mặt đối với tiêu viêm tới nói cái này gió to sóng lớn gì chưa thấy qua bực này cũng không tính là gì đại vật vận khí tốt thôi thi triển một chút thủ đoạn nhỏ nếu không như vậy cũng là tuyệt đối nan địch tiêu viêm khoát tay áo khiêm tốn nói đấu thần trong liên minh cũng chưa chắc giống tiêu viêm trong tưởng tượng như vậy không đoàn kết kỳ thực bên ngoài ra thời điểm đặc biệt là cùng kháng địch thời điểm loại này lực ngưng tụ là vượt ra khỏi tiêu viêm tưởng tượng bởi vậy tiêu viêm lấy được một cái kết luận đấu thần liên minh dự tính ban đầu hẳn chính là vì duy trì hư vô hải bên trong tồn tại tất cả giới không chỉ bất quá theo tôn thượng vẫn lạc hết thảy trở nên cảnh còn người mất tâm tư khó lường người lại lợi dụng đấu thần liên minh lực lượng cường đại đi thay đổi quy tắc bạch lăng quét mắt một mảnh bốn phía lúc này mặc dù vắng vẻ nhưng bốn phía vẫn tồn tại một chút khí tức những khí tức này đều là không có hảo ý tản ra túc sát chi ý tiêu phong điện hạ chúng ta trước rút lui nơi này đi e rằng cái kia vạn ma vực cũng sẽ không dễ dàng như thế buông tha đợi ở chỗ này an toàn không lớn bạch lăng sắc mặt ngưng trọng đồng hồ như vậy rút đi cũng không có đơn giản như vậy nhưng là không có cách nào ngăn cản dù sao thật muốn hợp lại, không có phương nào sẽ tốt hơn, đến nỗi các linh bị diệt sát, tốc độ thực sự quá nhanh, giữa hai người chiến đấu càng là cho không hơn những người khác nhúng tay, thiên hà hải một đám cũng là chỉ có thể đứng ở một bên quan sát, làm đồng hồ muốn động thủ thời điểm, tiếu linh Nga đã chạy đến, lần này bọn hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, nhưng cái này đồng hồ cũng không phải là từ bỏ ý đồ người, e rằng cái này vừa rút lui đi đại bộ phận chính là đi tìm viện binh. Nếu là đợi bọn hắn đem viện quân mang tới, e rằng sự tình liền không có đơn giản như vậy, bọn hắn ba chi đội ngũ thực lực hơi yếu, nhưng cũng may tổng số người cũng có chừng mà vạn ma điện nhân số nhưng là chỉ có mấy trăm người rõ ràng không có cách nào cùng đấu thần liên minh so sánh được nhưng người nào cũng không biết vạn ma điện có bao nhiêu người đi tới thần tích dừng lại ở này liền đem tự thân đặt tại chỗ sáng cho nên bạch lăng nhưng là đề nghị ly khai nơi này bất quá lúc này tiêu viêm lại lắc đầu nói ta e rằng không có ý định ly khai nơi này lần này trợ giúp tiêu viêm cũng không phải là biết được tiếp viện là bạch lăng mục tiêu chỗ trên thực tế là đến đây tìm kiếm lục sắc lưu ly nguyên khí bất quá dưới mắt xem ra bạch lăng ở bên trong trên thực tế cũng không biết phiến khu vực này có lục sắc lưu ly nguyên khí nhưng tiêu viêm không muốn dễ dàng buông tha cái này nắm giữ lục sắc lưu ly nguyên khí bảo địa dù sao nếu như ngay cả lúc này cũng không dám đi liều mạng liều mạng cái kia e rằng tiếp xuống càng là không có duyên với bọn họ tiêu viêm bây giờ thể nội chính là tam sắc lưu ly nguyên khí đan người phần tiếp cận tứ sắc tiêu viêm có thể cảm thấy theo cái này tam sắc lưu ly nguyên khí đan ở trong người lưu chuyển trong cơ thể nguyên khí rõ ràng muốn mạnh hơn không ít chính vì vậy tiêu viêm đối với cái này lưu ly nguyên khí là càng thêm hiếu kỳ dù sao còn trông cậy vào cái này, thông qua cái này lưu ly nguyên khí có thể đột phá đến tam tinh đấu thần, cho nên bực này lục sắc lưu ly nguyên khí chi địa, tiêu viêm cũng sẽ không dễ dàng buông tha, bạch lăng nhưng là hơi sững sở, vội vàng khuyên, tiêu phong điện hạ, nơi đây không thể ở lâu, vạn ma điện cùng đấu thần liên minh vốn là có được huyết hải thâm cừu, lần này bọn hắn ăn quả đắng, tuyệt đối sẽ lần nữa tìm tới cửa, nếu là bọn họ tìm đến viện binh, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, e rằng khó mà đối kháng hơn nữa theo ta được biết, cái này vạn ma điện có một cái độc nữ, tu vi không cao, nhưng mà dùng độc nhưng là rất kinh khủng. Ngoại hiệu độc tiên, độc tiên, Bạch Lăng gật đầu, trầm giọng tiếp tục nói, đặc biệt tại đại quy mô trong chiến đấu, kỳ độc đơn giản vô cùng khó giải quyết, khó lòng phòng bị, độc tiên sao nữ, Tiêu Viêm mí mắt rực một cái, luôn có một loại dự cảm bất tường, tiểu y tiên chính là tại đấu khí đại giới, độc này nữ không thể nào là tiểu y tiên, Tiêu Viêm trong lòng phân tích nói, nhưng luôn có một loại cảm giác mãnh liệt phảng phất tại nói cho Tiêu Viêm, Độc này tiên, vô cùng có khả năng chính là tiểu y tiên, bất quá đây chỉ là tiêu viêm mơ màng mà thôi, chợt lắc đầu, triệt để phủ nhận ý nghĩ như vậy, trầm mặc phút chốc mới đúng Bạch Lăng nói, phiến khu vực này theo ta được biết, tồn tại lục sắc lưu ly nguyên khí, nếu là không ra ta sở liệu, biết được cái này lục sắc lưu ly nguyên khí đất thế lực không phải số ít, e rằng cái này vạn ma điện cũng là một trong số đó, lục sắc lưu ly nguyên khí. Bạch Lăng nghe vậy chính là nao nao, đây mới là hiểu được, Tiêu Viêm tại sao khăng khăng muốn lưu lại, dù sao đây là đang thần tích ở trong, lưu ly nguyên khí chính là Thần tích bên trong thuộc về người người đều nghĩ tranh đoạt tài nguyên, bởi vì này Lưu Ly nguyên khí có thể tăng cao thực lực, đối với đại đa số người tới nói, có thể tăng cao thực lực chi vật, chính là cực phẩm bảo vật, chỉ bất quá chính như Tiêu Viêm lời nói, phiến khu vực này nắm giữ lục sắc Lưu Ly nguyên khí tin tức, không chỉ là bọn hắn biết được, biết được thế lực lại còn không ít, nếu là vạn ma điện cũng thật muốn tranh đoạt, như vậy muốn đoạt được cái này lục sắc Lưu Ly nguyên khí, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Bạch Lăng, nếu không thì ngươi trước dẫn đội ngũ rút lui, ta trước tiên tìm kiếm tình huống." Tiêu Viêm chậm rãi nói, Bạch Lăng có chỗ lo nghĩ cũng là bình thường dù sao đội ngũ của hắn vừa mới đã trải qua một hồi kịch chiến hoặc nhiều hoặc ít đều có khác biệt trình độ tiêu hao cùng với trong đội ngũ đối với vạn ma điện cũng có một chút kiêng kỵ dù sao cái này vạn ma điện xem như khó gặp một khi hiện thân thực lực của bọn hắn tuyệt đối có đầy đủ lực chấn nhiếp tiêu viêm nói như thế cũng không phải là nói cho bạch lăng nghe mà là nói cho bạch lăng cùng tiếu linh nga đội ngũ nghe hai chi đội ngũ bây giờ liên hợp đứng lên chừng hơn hai ngàn người lại thêm bạch lăng cùng tiếu linh nga hai người cũng là tam tinh đấu thần lại trong đội ngũ còn có mấy vị thực lực thế này chỉnh hợp thành một cũng là tương đương mạnh mẽ nếu là có thể hội tụ thành một chi đội ngũ tự nhiên có chỗ tốt, đương nhiên, nhiều người sức mạnh lớn, cái này đích xác không giả, nhưng mà người này nhiều, cũng liền mang ý nghĩa coi như nhận được lục sắc lưu ly nguyên khí, có thể phân đến mỗi người trong tay cũng là không nhiều, tài nguyên có hạn, càng nhiều người, phân đến cũng liền càng ít, nhưng trái lại, nếu như ít người, liền cướp đều không giành được, cái kia nói gì đi phân lưu ly nguyên khí, cho nên tiêu viêm chân chính ý nghĩ tự nhiên là muốn dung hợp đội ngũ, đã như thế liền xem như đụng tới vạn ma điện, cũng có phân cao thấp vốn liếng. Bạch Lăng hơi sững sờ, tựa hồ cũng nhìn thấy Tiêu Viêm ánh mắt, trong nháy mắt minh bạch tiêu viêm lời ấy dụng ý trầm mặc sau một lát chính là dùng lẫm nhiên giọng của nói tiêu phong điện hạ liều lĩnh đến đây trợ giúp chúng ta chúng ta tuyệt đối sẽ không ở bây giờ sợ hãi nếu là như vậy còn có nghĩa khí há có thể làm người vong ân phụ nghĩa bạch lăng thanh âm rất lớn tiêu viêm không có biểu lộ ra quá nhiều biểu lộ nhưng mà bạch lăng trong đội ngũ gần ngàn người kỳ thực tận mắt nhìn thấy tiêu viêm cùng cát linh cùng đồng hồ chiến đấu đối nó vốn là có lòng kính sợ cái gì giả lộ ra vẻ mặt sùng bái tiêu viêm cùng bạch lăng một lời nói liền để cho đám người này có thể triệt để đi tin phục tiêu viêm nghe theo tiêu viêm ăn bài điểm này rất là trọng yếu, phải dân tâm giả được thiên hạ. Sau đó, chúng ta liền do Tiêu Phong điện hạ xem như lĩnh đội, chư vị có gì dị nghị không? Bạch Lăng tiếp tục nói, mọi người đều là lộ ra lòng kính sợ, càng là hy vọng có thể khiến cho vị này điện hạ hảo cảm. Không có, chúng ta đối với Tiêu Phong điện hạ tâm phục khẩu phục. Trong đội ngũ chính là đồng loạt lớn tiếng trả lời, Bạch Lăng một ngàn người này, cơ bản đã thuộc về Tiêu Viêm, bất quá ở một bên, còn có Tiếu Linh Nga dẫn đầu hơn một ngàn người, lâm vào trầm mặc, không nói gì nguyên nhân rất đơn giản, sợ nguy hiểm, nhưng lục sắc lưu ly nguyên khí lại là mê người rất mọi người tại chợ tiếu linh nga là có ý gì linh nga nếu là lo nghĩ cũng không cần miễn cưỡng cái này đích xác là trong hiểm cầu phú quý thời gian vội vàng nếu là bị người đoạt mất có thể đã muộn tiêu viêm cùng tiếu linh nga không quen cho nên nói chuyện chính là bạch lăng hắn rõ ràng minh bạch tiêu viêm ý tứ nếu là có thể chỉnh hợp hai người đội ngũ tài nguyên có lẽ sẽ ít một chút nhưng mà chiến lược tuyệt đối đề thăng không chỉ một cấp độ tiếu linh nga nghe được bạch lăng lời nói tựa hồ rất tùy ý coi như bọn hắn thêm không gia nhập tựa như quan hệ đều cũng không lớn nhưng mà lục sắc lưu ly nguyên khí hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít lực hấp dẫn nhưng tiếu linh nga biết được ở đây chân chính có thể làm quyết sách chỉ sợ là tiêu viêm cho nên nàng đôi mắt đẹp vô tình hay cố ý đi đánh giá tiêu viêm quan sát tiêu viêm thần sắc tiếp đó đang suy tư đi nói chuyện bộ dáng ngược lại là lộ ra khả ái nếu là không chê đồng hành cũng muốn an toàn một chút tiếu linh nga dừng một chút hàm răng khẽ cắn môi đỏ chỉ sợ tiêu viêm sẽ cự tuyệt bọn hắn gia nhập vào cũng là đồng môn tại sao ghét bỏ mà nói đã như vậy chính là không còn nghi trễ lên đường đi tiêu viêm lấy ra địa đồ cần phải liền tại đây khu vực tựa như liền tại đây phủng nguyệt đáy vực bốn phía chỗ không xa cần một phen lùng tìm mới có thể tìm được thời gian kế tiếp hơn hai ngàn người chính là khoách tán ra bốn phía tìm kiếm lúc này ở mảnh này sơn mạch một chỗ khác nơi này có không thiếu phủ văn binh sĩ ở đây tồn tại một tòa cổ xưa kiến trúc mặc dù không tính toán hoa lệ nhưng nhìn cũng coi như là cung đình cấp bậc một đoàn người đi tới nơi đây cầm đầu chính là đồng hồ sắc mặt âm trầm mười phần không vui cũ kỹ cung điện bên trong xác chết khắp nơi ở đây cũng có số trăm người đông đảo thân ảnh trông thấy đồng hồ sau đó đều là chắp tay ôm quyền đấu thần liên minh thật là đáng chết sớm biết như vậy liền cần phải đem cái kia bạch lăng trước tiên tiêu diệt đồng hồ quát tiếng uống đạo hắn nộ khí làm cho chung quanh đều là lộ ra vẻ kinh hãi mà lúc này một đạo nhàn nhạt, nhạt mỹ âm thanh chậm rãi vang lên vì cái gì tức giận đồng hồ âm thanh là từ mấy trăm người sau đó truyền ra theo thanh âm truyền ra đám người hướng về hai bên tách ra chỉ thấy cái kia phần cuối chỗ, ngồi ngay thẳng một cái ngân phát nữ tử, một thân trắng thuần khinh sam, tinh xảo khuôn mặt làm cho vô số người trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, bất quá loại ánh mắt này cũng là giấu ở trong nội tâm, bởi vì càng nhiều hơn chính là ánh mắt kính sợ, độc độc, ngươi là không biết, vốn nghĩ trọng thương đấu thần liên minh, thiên hà hải cát linh tên phế vật kia, ngay cả một cái nhị tinh đấu thần đều không giải quyết được, cuối cùng chờ được đấu thần liên minh trợ giúp, thất bại trong găng tấc, đồng hồ nhìn phía xa đoan tọa trắng phát nữ tử, chính là căm giận không thôi, sợ cái gì, viện binh mà thôi, cùng nhau diệt không được sao? ngân phát nữ tử mỉm cười nhẹ nhàng đem tóc bạc kéo bên tai phía sau một đôi động lòng người đôi mắt sáng cùng với ngậm lấy mỉm cười gương mặt xinh đẹp nhìn về phía đồng hồ một chớp mắt kia đồng hồ cảm giác xuân về hoa nở tất cả không thoải mái tựa hồ kèm theo từ này gương mặt xinh đẹp mà tan thành mây khói khụ khụ ta chỉ có vài trăm người bọn hắn mấy ngàn người tranh lệch quá xa bất quá ta nghĩ bọn hắn còn chưa đi bởi vì theo ta được biết ở mảnh này khu vực có thể tồn tại lục sắc lưu ly nguyên khí độc độc ngươi theo ta giết đi qua giết chết bọn này rác rưởi đồng hồ nhìn xem ngân phát nữ tử gạt ra nụ cười nói, ngươi thật đúng là biết nói đùa, ta một cái đấu tiên, lại mới tam tinh đấu tiên, lấy cái gì đi đánh, ngân phát nữ tử nghi ngờ nói, mà đồng hồ nhưng là nhìn một chút quanh mình đám người, rất rõ ràng, ngân phát nữ tử thực lực không mạnh, nhưng nàng bên người nhưng là cao thủ nhiều như mây, thậm chí có mấy thân ảnh khí tức, hoàn toàn ở đồng hồ phía trên, tự hồ cái này vài trăm người cũng là vì bảo hộ ngân phát nữ tử mà tồn tại, bọn hắn tối cường bất quá mới tam tinh đấu thần, chủ yếu là nhiều người. Lần này tiến đến, chúng ta nhất định có thể vây quét bọn hắn, thuận tiện thu được lục sắc lưu ly nguyên khí, bực này đồ vật đối với độc độc ngươi nhất định là có cường đại tu luyện hiệu quả đồng hồ tiếp tục thuyết phục nữ tử lông mày hơi nhíu lại do dự sau một lát chính là nhìn về phía nàng bên cạnh một thân ảnh tựa hồ trưng cầu ý kiến của hắn có thể đi nhân số ngược lại không sợ hãi lục sắc lưu ly nguyên khí cũng có tất yếu bên cạnh cô gái thân ảnh trầm giọng nói nhận được đồng ý đồng hồ lập tức lộ ra nụ cười độc độc việc này không nên chậm trễ dành thời gian xuất phát nếu là đi chơi bọn hắn chạy trốn cũng không tốt khẩu khí này ta có thể nuốt không trôi đồng hồ một bộ nắm chắc phần thắng bộ dáng có đám người kia gia nhập vào chính là sẽ không ở e ngại đấu thần liên minh bất quá lần này mục đích là lưu ly nguyên khí mà không phải là đi tìm đấu thần liên minh theo ta được biết lần này đấu thần liên minh tới mấy vị điện hạ thực lực không thể khinh thường lại không thể mạo hiểm làm việc chủ yếu vẫn là bảo hộ độc chủ năng đủ thuận lợi tăng cao thực lực liền có thể thân ảnh nhưng là nhíu mày không quá nguyện ý đi để ý tới đồng hồ chỉ là cúi đầu hướng về phía nữ tử chậm rãi nói đồng hồ nghe vậy nheo mắt bất quá chỉ cần đi liền căn bản vốn không sợ không đánh được căn này dây dẫn nổ hắn là làm định rồi nữ tử nhẹ nhàng gật đầu chậm rãi đứng dậy lúc này chính là có một con chim ưng ma thú rơi vào bên cạnh của nàng ngồi trên chim ưng đám người chính là không do dự ra lệnh một tiếng chính là cùng nhau xuất động đồng hồ đội ngũ cộng lại tổng cộng có gần ngàn người thực lực đều là không kém mỗi cái đều tản ra nồng nặc túc sát chi khí tỉnh được kèm theo một thanh âm vang vọng tất cả thân ảnh đều hội tụ đi qua trong đó chính là bao gồm tiêu viêm bạch lăng cùng với tiếu linh nga đây là một tòa thung lũng thân hãm ở trong dãy núi thung lũng do dự bốn phía cũng là sơn phong đứng lặng nếu là không cẩn thận tìm kiếm tuyệt đối là khó mà phát hiện hơn nữa quan trọng nhất là ở đây vậy mà tràn ngập một lớp bụi sương mù mười phần quỷ dị chỉ bất quá tại nơi sương mù xám bên trong trong lúc mơ hồ tản ra hào quang nhưng thung lũng bên trong nhưng là thỉnh thoảng truyền ra một chút tiếng thú gào đều là mang theo cường đại cuồng bạo ba động cảm thụ được cỗ khí tức này e rằng hơn phân nửa chính là nắm giữ lục sắc lưu ly nguyên khí đất có một lớp bụi sương mù bao phủ ánh mắt có hạn lại phải không biết có không có ai đã sớm tiến nhập nơi đây e rằng hung hiểm dị thường một bên bạch lăng sắc mặt ngưng trọng nhìn xem sương mù xám thung lũng nghe tiếng thú gào chính là cảm thấy trong đó ắt hẳn không sẽ tình thường tiêu viêm lúc này linh hồn chi lực đã tràn ra nhưng mà bên trong vùng không gian này tựa hồ linh hồn chi lực có thể phát hiện phạm vi hoặc nhiều hoặc ít đều có hạn chế mà sương mù xám tựa hồ mãnh liệt hơn làm cho tiêu viêm có thể dò xét đến phạm vi cũng là hết sức có hạn không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con nếu là không có nguy hiểm sao lại chờ đến đến chúng ta tiêu viêm nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười đối với cái này ngược lại là không có nửa phần ý lùi bước nhìn xem sương mù xám nhưng là nhíu mày sương mù này ngược lại có chút đáng ghét, lại có thể quấy nhiễu linh hồn chi lực, không có cách nào dùng linh hồn chi lực xem như đệ nhị ánh mắt, khổng lồ như thế đội ngũ nếu là toàn bộ tiến vào bên trong, tùy tiện xâm nhập, ở trong đó liền như là nửa cái mù lòa, nếu là như vậy, tình huống liền sẽ khá bất lợi. Bạch Lăng đưa mắt nhìn sương mù xám sau một hồi lâu, mới là chậm rãi nói, hơn nữa sương mù này như có độc, muốn đi vào sợ rằng phải là một phen chuẩn bị mới được. Tiêu Viêm cũng là gật đầu một cái, đồng dạng cũng là phát giác ra, dừng một chút sau đó, mới chậm rãi nói, trước tiên ở nơi này đặt chân, Ta cần luyện chế một chút kháng độc đan, ở đây chắc có luyện dược sư." Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, nhìn về phía hơn 2000 người, một trận trầm mặc sau đó chính là truyền ra một chút âm thanh, "Luyện dược trình độ không cao, không biết phải chăng là có thể, từng đạo tương tự âm thanh truyền ra, đều là nói luyện dược trình độ cũng không quá cao." Tiêu Viêm cũng là cười khổ, xem ra luyện dược sư không chỉ có là tại trên đấu khí đại lục khan hiếm phóng nhãn toàn bộ tam thiên thế giới càng lên cao muốn để thăng luyện dược trình độ hoặc là lãng thiên như vậy si mê dược hoặc là chính là như tiêu viêm như vậy bản thân nắm trong tay bản nguyên hỏa diễm đối với hỏa diễm trưởng khống trình độ vốn là thuận buồm xuôi gió lại thêm tiêu viêm bản thân tại luyện dược phía trên liền có thiên phú cực cao chính vì vậy mới sáng tạo ra tiêu viêm thánh cảnh tứ phẩm luyện dược chi thuật hôm nay tiêu viêm cần phải có thể miễn cưỡng luyện chế thánh chi đan dược mũ phẩm bực này luyện dược trình độ ít nhất tiêu viêm trước mắt còn không có tại đấu thần trong liên minh gặp qua mạnh hơn hắn luyện dược sư không ngại bực này kháng độc đan bất quá chỉ là cấp thấp đan dược độ khó không lớn một mình ta luyện chế hiệu suất quá chậm ít nhất cần người tay hai cái cần bốn ngàn mai chúng ta phải hỏa tốc chuẩn bị tiêu viêm nói vừa mới nói xong chính là nhìn thấy trong đám người lần lượt từng thân ảnh liên tiếp bay lên mà ra tiếp đó chừng hơn một trăm người bất quá cuối cùng tiêu viêm tuyển ra tới có thể luyện chế cũng chỉ có năm mươi người năm mươi người luyện chế bốn ngàn mai kháng độc đan chỉ sợ cũng là cần hao phí mười mấy ngày thời gian. Đương nhiên, tiền đề vẫn là hiệu suất đầy đủ nhanh tình huống. Hơn nữa bây giờ còn có một cái vấn đề, luyện chế đan dược cũng không sầu. Nhưng tiêu viêm trong tay tổng cộng tài liệu chỉ có thể luyện chế một ngàn mai tả hữu, cho nên nhất thiết phải tìm kiếm dược liệu mới được. Cũng may là tiêu viêm tiến vào thần tích sau đó liền từng lưu ý, thần tích chi trung dược tài không thiếu, luyện chế kháng độc đan cũng không phải là linh dược gì, chẳng qua là tầm thường dược liệu, cho nên những dược liệu này vẫn có thể ở đây tìm được. Kế tiếp chính là An Bài Bạch Lăng dẫn dắt một 000 người ra ngoài tìm kiếm dược liệu, nhưng cũng là tại bốn phía, ít nhất gặp phải tình huống thời điểm có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiếp viện chỗ, luyện chế kháng độc đan chính là chính thức bắt đầu. Tiêu Linh Nga phụ trách hộ pháp, tạm thời ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, bốn phía cho dù có sạch qua thế lực, nhìn xem đấu thần liên minh cờ xí sau đó, đều là đi vòng, nghĩ thiên hà hải cùng vạn ma điện loại này không sợ đấu thần liên minh, dù sao chỉ ở số ít, mấy ngày bên trong, luyện chế đan dược đúng hạn tiến hành mà bạch lăng cũng là dẫn đội ngũ tìm được đầy đủ dược thảo, sau đó cần phải chờ đợi thời gian. Nhưng tiêu viêm bọn hắn luyện chế ra kháng độc đan, ở trong chút thời gian này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người một người, xếp bằng ở trong mọi người. trước mặt để một cái dược đỉnh, diễm mộc đỉnh đã trở thành quá khứ thức. bây giờ tiêu viêm sử dụng dược đỉnh là đinh duyệt từng cải tạo qua, chịu nhiệt tính chất tốt hơn, thông qua tính dã tốt hơn. tiêu viêm hai tay bay múa, tất cả dược liệu đều là mạn thiên phi vũ, từng cái giống như có sinh mệnh đồng dạng, trong này vũ động, cùng một thời gian, tiêu viêm luyện chế chừng hơn ngàn vị dược tài mà chung quanh không trải qua trăm liền đã không tệ, bởi vậy Tiêu Viêm luyện dược hiện ra thưởng thức tính chất, nhưng là làm cho tất cả mọi người thấy choáng mắt, liên tục lấy làm kỳ, liền Bạch Lăng cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Viêm luyện chế đan dược, dù sao ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, chỉ có Tiêu Viêm chung quanh một chút luyện dược sư minh bạch, Tiêu Viêm chiêu này cùng nhau tinh luyện hơn ngàn vị dược tài, cần không chỉ là đối với hỏa diễm trưởng khống, còn có tinh chuẩn lại cường đại linh hồn chi lực mới có thể làm được, đưa tay ở giữa, chính là nhìn thấy Tiêu Viêm dược đỉnh sôi trào ra hỏa diễm chi trung, ngàn vị dược tài, thành phấn, thành dịch, nhường phía sau lẫn nhau giao dung, cuối cùng ngưng kết thành đan, hết thảy lộ ra là như vậy một mạch mà thành, Tiêu Viêm mỗi một lô đan dược bên trong, ít nhất có thể đủ đồng thời luyện chế ra 50 mai kháng độc đan, tối mọi người cùng với bên cạnh luyện dược sư khiếp sợ là, Tiêu Viêm cơ hồ làm được không có sai lầm, theo lý thuyết, Tiêu Viêm không có lãng phí bất luận cái gì nhất vị dược thảo, toàn bộ đều luyện chế thành công mà ra, hơn 2000 người biểu lộ dần dần ngưng kết, thói quen dùng thực lực cảnh giới làm cọc tiêu chính bọn họ, lúc này lại là lâm vào mê mang, thực lực cảnh giới thật sự trọng yếu như vậy sao? Cường đại, vẻn vẹn bởi vì tu vi cường đại sao? Đáp án nổi bật, chân chính cường đại người, làm chuyện gì đều có thể vượt qua thường nhân, cũng không phải là bọn hắn có rất cao thiên phú, có thể hắn chỉ là so người bình thường bỏ ra càng nhiều cố gắng, hơn nữa có thể dạng này cố gắng, là tất cả mọi người không nhìn thấy cố gắng, nhưng nỗ lực kết quả là cuối cùng rồi sẽ trở thành chúng tinh phủng nguyệt tồn tại, trên đời cho tới bây giờ liền không có cái gì không làm mà hưởng đồ vật, kiên trì bền bỉ, kiên trì không ngừng, đơn giản bát tự, tiêu viêm quán triệt đến cùng, tu luyện như thế, luyện dược cũng là như thế, hoặc là không làm, hoặc là liền so tất cả mọi người đều mạnh, người cả đời này chỉ có một kiện trăm phần trăm chuyện đều sẽ chết đi, cho dù là thần cũng sẽ chết đi, tất cả khi còn sống hà tất khúm núm, muốn làm liền muốn làm cho gọn gàng vào. Tiêu Viêm không thể nói là lãng thiên như vậy si mê, nhưng ít ra tại chế thuốc thời điểm, Tiêu Viêm chuyên chú độ là 200%, chính vì vậy mới sáng tạo ra hắn mãnh liệt như vậy thuật chế thuốc, đúng hạn mà tới, 4000 mai kháng độc đan tại hơn 10 ngày sau đó, chính là toàn bộ luyện chế mà ra, mọi người đều là gieo hỏ lên tiếng, từng cái một ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời như vậy tia sáng trước nay chưa từng có, có lẽ là bởi vì bọn hắn, tại đấu thần liên minh thời gian dài như thế bên trong, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này một vị điện hạ, hắn không sợ sinh tử trợ giúp, cũng sẽ không bởi vì nhiều người chia cắt tài nguyên mà bỏ xuống đồng môn, thậm chí vì tất cả mọi người đều có thể đi vào, tiêu phí hơn 10 ngày thời gian hao phí tinh linh đi luyện chế kháng độc đan, như thế làm hết thảy, là bởi vì hắn không chỉ là sống ở bản thân, mà là sống ở đại gia, đạo tâm của hắn kết quả thế nào có thể như thế lớn lên, cơ dạ đôi mắt híp lại, từ khi biết Tiêu Viêm sau đó, nàng cũng là bị nam nhân này sâu đậm lây nhiễm đến rồi tu vi là thực lực đạo tâm mới là cảnh giới đấu thần liên minh chính là tôn thượng sáng tạo như kiếp trước tiêu viêm là tôn thượng như vậy cái này mục nát thối giữa đấu thần liên minh cần hắn đi cứu vớt khi xưa đấu thần liên minh hẳn chính là thủ hộ thủ hộ cái này toàn bộ tam thiên thế giới an bình hôm nay đấu thần liên minh lại là vì tài nguyên mà tước đoạt tiểu chúng đây đều là tiêu viêm cần phải đi thay đổi phải cải biến đây hết thảy đầu nguồn đó chính là tư tưởng cứ việc đấu thần liên minh cao tầng dùng hết hết thảy biện pháp muốn xóa đi tính mạng của hắn nhưng những người này bọn hắn đến từ toàn bộ tam thiên thế giới có thể chỉ vì trở nên nổi bật mà không phải như bây giờ vậy như tảo trạch một dạng đấu thần liên minh tiêu viêm muốn đi thay đổi đây là hắn nhất thiết phải làm chuyện bởi vì đấu thần liên minh vốn là thuộc về hắn, sương mù xám cũng không có theo thời gian trôi qua tiêu tán, trái lại sương mù xám vẫn tồn tại như cũ, còn có độc tính, trong thời gian ngắn có lẽ không ngại, nhưng mà thời gian dài hút vào, liền sẽ làm cho người sinh ra ảo giác, ý chí không kiên định giả, rất dễ bị lạc trong đó. Lúc này ở đấu thần liên minh bốn phía đã hội tụ không thiếu thế lực, nhưng mà những người này trông thấy liền đấu thần liên minh cũng không có tự tiện xông vào, đều là biết được cái này sương mù xám có độc, đều đang đợi chờ lấy. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, phương xa truyền đến dày đặc bạo lướt âm thanh, thần tích bên trong không cho phép không trung phi hành. Dù vậy, những người này thân hình đều là vô cùng nhanh, thông qua âm thanh có thể phân rõ, ít nhất là một chi đại quân ngàn người, tiêu viêm nhíu mày, lúc này chính là nghe thấy thanh âm xé gió, rất ra chính là gào thét mà đến, một đạo huyết quang từ hắn ở xa gào thét mà đến, mang theo kịch liệt tê tiếng khóc, máu kia nguyên khí màu đỏ ở tại phía trên điên cuồng xoay tròn, cuốn lấy cực đoan lực sát thương khủng bố, rất nhiều trong ánh mắt kinh hãi, trực chỉ trong đám người tiêu viêm, đạo kia huyết quang thế công hung tàn, tới càng là quỷ dị mà mọi người phản ứng đầu tiên cũng là cấp tốc lùi lại tránh né, chỉ có thể là trơ mắt nhìn huyết quang lướt qua, không cách nào ngăn cản, tiêu viêm cũng là nghe tiếng thấy thế, trong miệng hư không chi toa bằng nhanh nhất tốc độ bay xạ mà ra, cũng là cuốn lấy hung ác kình phong trực chỉ đạo kia huyết quang, ẩm vang một tiếng, hư không chi toa cùng huyết quang này va chạm, ẩm vang một tiếng, cả hai hung hăng đụng vào nhau, lập tức nhắc lên một hồi năng lượng nổ tung hình thành năng lượng xung kích, cuồng phong tê dít gào, mọi người đều là một mặt hiển nhiên, không biết làm sao, dư ba tan hết sau đó, ánh mắt mọi người đều là nhất tề nhìn về phía cùng một cái phương hướng, mà bọn hắn nhìn phương hướng. Lúc này chính là trông thấy gần ngàn người đội ngũ cùng nhau lướt đến, nguy rồi vạn ma điện lại nhanh như vậy tìm tới cửa tới bạch lăng sắc mặt cũng là vì đó biến đổi tiêu viêm nhưng là sắc mặt bình tĩnh đối với cái này cũng không gấp gáp đồng hồ thực lực xác thực không kém bất quá thật muốn hợp lại tiêu viêm cũng là không sợ chút nào chưa hẳn thấy được cái này đồng hồ lại là đối thủ của hắn Ha <laughs> ha, không nghĩ tới các ngươi thật đúng là không đi, cho cơ hội không chân quý, vậy thì lưu tại nơi này, một đạo quen thuộc đến bạch lăng một đám không thể quen thuộc hơn nữa. Thanh âm chậm rãi vang vọng ra, đồng hồ, bạch lăng ánh mắt lập tức âm trầm xuống, dù sao phía trước cảm thụ qua đồng hồ chiến lực, bạch lăng có lẽ cũng là tại đấu thần trong liên minh qua đã quen an giật sinh hoạt, cái này đồng hồ nhưng là không phải vậy, trên thân tràn ngập nồng nặc lệ khí, mắt thần bên trong tán phát chỉ có sát khí. Bạch lăng điện hạ lưu tại nơi này cũng không phải một cái sáng suốt quyết định, đồng hồ thân hình chậm rãi đứng tại mọi người cách đó không xa hơn ngàn người so với trước đây vài trăm người, rõ rệt muốn thêm không thiếu, đến mức cái này đồng hồ nói chuyện đều phải ngạnh khí không thiếu, thật là có chút ồn ào. Nhưng vào lúc này một bên Tiêu Viêm nhưng là vuốt vuốt huyệt thái dương, một bộ tuyệt không kiên nhẫn bộ dáng, nghe vậy đồng hồ, khóe miệng cơ bắp cũng là nhịn không được co quắp một cái, lúc này mới đem ánh mắt chậm rãi rời về phía Tiêu Viêm trên thân, trên mặt cùng ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng xâm nhiên, không tệ, có một chút can đảm, nhưng ta không biết ngươi vì cái gì dám như thế ngạo khí. E là cho dù các ngươi đấu thần liên minh mạnh nhất vị điện hạ kia đến đây, cũng chưa chắc dám giống người cuồng vọng như vậy đồng hồ nói chuyện không còn giống phía trước nói như vậy hoàn toàn không nhìn chúng tiêu viêm dù sao bị tiêu viêm gọt qua hơn nữa bị đánh sau đó cũng chưa từng rõ ràng chính mình là như thế nào bị đánh bại liền như thế nào bị đánh cũng không biết nói ra đơn giản quá mất mặt mặt chủ yếu nhất là một màn này vạn ma điện đám người nhưng là đều trông thấy nếu là phát ngôn bừa bãi e rằng thật đúng là muốn trở thành trò hề chuyển đến cứu binh nói chuyện chính là ngạnh khí người dự định đơn đấu vẫn là quần ẩu tiêu viêm nhưng là mỉm cười đối mặt đồng hồ khiêu khích ánh mắt của hắn nhưng là giống như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem đồng hồ bị tiêu viêm hỏi như thế đồng hồ nhưng là vì đó sững sờ bất quá không cần hắn nói chuyện tiêu viêm lại tiếp tục nói đã quên bại tướng dưới tay mà thôi đến đây đi cùng tiến lên trước đó đã nói chúng ta đấu thần người liên minh nhiều liền thích lấy nhiều khi ít tiêu viêm hướng về phía đồng hồ khoát tay áo chỉ lập tức chính là chọc giận đồng hồ hàm răng cắn khanh khách vang dội hắn chính là chuẩn bị hướng về phía tiêu viêm ra tay tất cả vạn ma điện các đệ tử lên cho ta, diệt bọn này không biết trời cao đất rộng đấu thần liên minh. Đồng hồ lúc này quát chói tai một tiếng, hắn cũng không lo được mặt mũi, bởi vì hắn cũng không muốn sẽ ở trước mặt mọi người lại một lần bị trò mèo. Vạn ma điện chúng đệ tử đều là trong mắt nổi lên sát ít, tựa hồ đã quen thuộc sát lục, bất quá lúc này, cũng không một người dám động, đồng hồ hơi sững sờ, nhìn xem không có động tác đám người, lập tức có chút tức giận, bất quá vừa muốn phát tác, trong đám người một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới, liền tại đây một cái chớp mắt, bị ngơ ngẩn, là tiêu viêm, đạo này bóng hình xinh đẹp yểu điệu dáng người, đặc biệt là một đầu kia tóc bạc, đôi mắt đóng mở hơi có vẻ bình tĩnh, thiếu một chủng linh khí, tựa hồ có tâm sự, tinh xảo khuôn mặt, là vô luận bao nhiêu năm tháng tiêu viêm không bao giờ quên khuôn mặt. Tiểu, tiểu y tiên, tiêu viêm càng là vẫn không được mở miệng, bất quá lập tức giảm thấp xuống thanh âm của mình, nhưng kể cả như thế, tựa như vẫn là bị nghe thấy được. ở xa cô gái tóc bạc hướng về tiêu viêm nhìn lại, sự tinh xảo lông mày khẽ nhíu một chút, cũng may là không có có nghe rõ, hoặc tưởng rằng ảo giác, nhìn xem tiêu viêm xa lạ khuôn mặt sau đó, liền thật sự cho rằng chỉ là ảo giác mà thôi, không có ý định khai chiến lần này chúng ta đến đây cũng vì lục sắc lưu ly nguyên khí cơ duyên tạo hóa đều bằng bản sự bất quá xem ra xương độc này các ngươi e rằng không đi vào theo bóng hình xinh đẹp mở miệng cái này khẩu khí lạnh lùng rất giống tiểu y tiên còn có khuôn mặt này tuyệt đối sẽ không có lỗi nữ tử này chính là tiểu y tiên cái kia tiểu y tiên tại sao lại xuất hiện ở vạn ma điện tiêu viêm khó hiểu nguyên bản ngờ tới hiện tại xem ra cũng là sai lầm tiểu y tiên xuất hiện ở vạn ma điện đây là tôn thượng an bài sao hay là vạn ma điện nhìn chúng tiểu y tiên ách nạn thể chất cả hai cũng có thể nhưng tiêu viêm còn không có biện pháp trăm phần trăm xác nhận nữ tử trước mắt chính là tiểu y tiên có lẽ trên thế giới này không có giống nhau lá cây nhưng mà tuyệt đối có hai mảnh tương tự độ cực cao lá cây người cũng là như thế có lẽ đây chỉ là lớn lên giống mà thôi tiêu viêm tự an ủi mình vân vận xuất hiện ở đấu thần liên minh hắn đây nhận bây giờ tiểu y tiên xuất hiện ở vạn ma điện cái kia thải lân đâu Hải Lân lại đi nơi nào, loại này bị đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, bắt đầu dần dần lệnh Tiêu Viêm phiền chán, liền tựa như số mệnh của mình đã sớm bị người sớm ăn bài, thậm chí bên người hắn tất cả mọi người, đến mức Tiêu Viêm có đôi khi đang tự hỏi, chẳng lẽ tại Hồng Mông Tinh một trường kia, tiêu diệt cơ hồ toàn bộ vô ý chiến đội một trường kia, cũng là cái gọi là vận mệnh, cái gọi là vận mệnh bất quá chỉ là tôn thượng chú tâm bày kế tổng thể, cơ dạ nhưng là cười lạnh một tiếng, cái này tục ngữ nói, một núi không thể chứa nhị hổ, nữ nhân và nữ nhân tương kiến lúc nào cũng hết sức đỏ mắt lúc này cười lạnh nói chúng ta vào không được chẳng lẽ các ngươi có thể vào cơ dạ âm thanh truyền ra xa xa cô gái tóc bạc nhưng là cười nhạt một tiếng vẫy vẫy tay dẫn dắt đội ngũ này chính là chuẩn bị hướng về xương độc này bên trong đi đến hắn nhô ra tay tới tại xương độc huy sái đầu ngón tay lại tại chóp mũi hít hà tiếp đó trực tiếp lấy ra một bình bột phấn phân phát xuống lệnh mỗi người đều bôi ở chóp mũi của mình phía trên như thế liền có thể kháng độc bực này xương độc độc tính tính là trung đẳng giải độc cũng không khó khăn bất quá ta xem các ngươi cũng chưa chắc có cấp độ kia bản sự trừ vị liền tốt tự vi chi ba Cô gái tóc bạc quyển nhi nở nụ cười, trong đôi mắt lộ ra đắc ý, Tiêu Viêm lúc này ánh mắt nhưng là vẫn như cũ đặt ở trên người nàng, ngây ngẩn cả người thần, nhìn thấy nữ tử chuẩn bị rời đi sau đó, đây mới là vội vàng mở miệng nói ra, loại độc này có cường toan cùng linh ngân tổ thành, đại lượng hút vào sẽ khiến người sinh ra ảo giác, tiếp đó ăn mòn ngũ tạng lục phủ, nhất thiết phải dùng bế linh thảo xem như cơ bản, lại dùng kháng quả chu làm phụ, luyện chế chi vật mới có thể kháng độc, Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra, thoại âm rơi xuống sau đó, cô gái tóc bạc cước bộ có chút dừng lại, chậm rãi quay đầu đi nhìn về phía Tiêu Viêm một đôi mắt đẹp hơi híp nhìn chằm chằm tiêu viêm cuối cùng uyển nhi nở nụ cười vậy luyện dược sư ngược lại là đối với độc không có quá nhiều nghiên cứu bất quá độc này nhưng không có đơn giản như vậy hai loại dược liệu có thể còn thiếu rất nhiều cô gái tóc bạc mỉm cười trông thấy tờ này khuôn mặt thời điểm tiêu viêm lại lần nữa giật mình bởi vì này trương ngậm lấy mỉm cười khuôn mặt chính là hắn không thể quen thuộc hơn được khuôn mặt ở nơi này một cái chớp mắt tiêu viêm có vô số cái ý niệm muốn cùng tiểu y tiên nhận nhau nhưng ý nghĩ như vậy lại rất sắp bị tiêu viêm cho đánh tan tất cả với hắn có nhân quả nhân tựa hồ bọn hắn vốn nên bình thản vận mệnh lại ngạnh sinh sinh gia nhập không nên có số mệnh đơn giản là bọn họ và tiêu viêm có nguyên nhân tất cả mọi thứ ở hiện tại là bọn hắn không cách nào lựa chọn xuất hiện quả trong tay tiêu viêm kháng độc đan hắn vốn định cho tiểu y tiên nhưng tiêu viêm cuối cùng vẫn ngừng nếu là tiểu y tiên trông thấy kháng độc đan chắc chắn đoán được một hai bởi vì có một chút đơn thuốc là từng nàng dạy cho tiêu viêm chỉ bất quá tiêu viêm đưa nó tiến bộ một chút mà thôi đa tạ nhắc nhở tiêu viêm cuối cùng hơi hơi chắp tay lấy một bộ người xa lạ phương thức nói mà lúc này trong đám người đồng hổ nhưng là trong mắt hiện ra sát cơ càng thêm nồng đậm nhưng rất rõ ràng ở nơi này chi đội ngũ bên trong hắn cũng không phải chủ não chân chính trưởng khống chi đội ngũ này chính là thực lực mới chỉ có đầu tiên tiểu y tiên tiêu viêm kinh ngạc nhưng nghĩ lại thời gian thấm thoát rời đi đấu khí đại giới biết được tiểu y tiên sau khi biến mất cũng có ngàn năm thời gian ở trong chút thời gian này tiểu y tiên không có khả năng dậm chân tại chỗ huống chi vạn ma điện cũng là một cái mịt mở lại thế lực cường đại hơn nữa rõ ràng đem tiểu y tiên xem như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng nghĩ tới đây tiêu viêm nhưng là thoáng yên tâm một chút vô luận tình cảnh ít nhất bây giờ tiểu y tiên là đầy đủ an toàn vạn ma điện một đoàn người dùng qua tiểu y tiên kháng độc phấn sau đó chính là biến mất ở sương mù xám ở trong lúc này đấu thần liên minh một đám cũng là nhao nhao có chút nóng nảy tiêu viêm ánh mắt nhìn xem cuối cùng biến mất bóng hình xinh đẹp trong lòng khó tránh khỏi có chút phiền muộn nàng là nữ nhân của mình sao tiêu viêm hy vọng là có thể chờ đợi tiêu viêm tương lai tự hồ một vùng tăm tối cho nên đấu khí đại giới tiêu viêm lựa chọn cự tuyệt có lẽ nàng hẳn là đã sớm thích hoài tiêu viêm cười khổ nỉ non nói, nói nhỏ gì đây, chúng ta cũng phải nhanh chóng xuất phát. Một bên cơ dạ rõ ràng bị tiểu y tiên đè ép một đầu, lúc này tức giận rất, chính là nhìn xem mất thần tiêu viêm lớn tiếng nói. Lúc này tiêu viêm mới hồi phục tinh thần lại, cười khan một tiếng, sau đó nói, ăn vỏ kháng độc đan, chuẩn bị xuất phát, tất cả mọi người theo sát đội ngũ. Trong đó hung hiểm không biết, hết thảy sẽ làm vạn phần cẩn thận, đám người cùng kêu lên xưng là, đối với tiêu viêm. Bất kể là chính hắn ngay từ đầu hơn trăm người, vẫn là bạch lăng hơn ngàn người, thậm chí tiêu linh nga hơn ngàn người, đối với tiêu viêm, đều là lòng sinh kính sợ cùng bội phục, trong đám người không có nửa phần dị nghị, ngược lại là có một chút không để ý đến, Bạch Lăng Điện Hạ cùng Tiêu Linh Nga các ngươi nhưng có tam sắc lưu ly nguyên khí đan, Tiêu Viêm mở miệng hỏi thăm, Tiêu Linh Nga gật đầu một cái, hồi đáp, tam sắc không có, có tứ sắc, Tiêu Viêm nghe vậy lúc này cười cười, gật đầu ra hiệu, vậy là tốt rồi, nghe nói muốn đi vào cái này lục sắc lưu ly nguyên khí chi địa, nhất định phải người mang tam sắc lưu ly nguyên khí đan trở lên tiêu viêm tiếp tục nói mà lúc này một bên bạch lăng nhưng là có chút khí lại chúng ta vốn là cũng có nhưng đều bị cái này đồng hồ cùng thiên hà hải cướp đi bạch lăng cười khổ lúc này mới nói dừng một chút sau đó vừa tiếp tục nói nếu là không được chúng ta liền ở đây làm tiếp ứng có thể nhiều người cũng không phải chuyện gì tốt bạch lăng hơn ngàn người đội ngũ cũng là giữ im lặng bọn hắn đều có chút lúng túng dù sao chiến bại cũng không phải một kiện vinh quang sự tình không ngại cơ duyên cơ duyên xem trọng tự nhiên mà cùng hơn nữa ta cũng chỉ là nghe nói thôi có lẽ chỉ là dọa người đồng hồ cướp cái kia cùng lắm thì sau khi đi vào cướp về chính là tiêu viêm nhìn xem mất tinh thần bạch lăng dù sao thủ hạ nhiều người như vậy tín nhiệm hắn cuối cùng nhưng là rơi vào kết quả này nếu như tiêu viêm không đứng đi ra e rằng về sau bạch lăng cũng lại khó có thể khiến người khác tin phục tốt lên đường đi đừng bị cái này vạn ma điện đoạt trước tiên vừa mới nói xong bạch lăng nhìn xem tiêu viêm ánh mắt là như vậy cảm kích cuối cùng nặng nề gật gật đầu theo sát cước bộ hai ngàn người đội ngũ mênh mông cuồn cuộn chính là cùng nhau tràn vào sương mù xám ở trong tại vạn ma điện cùng đấu thần liên minh hai chi đội ngũ sau khi tiến vào hắn bốn phía liên tiếp xuất hiện một chút thế lực bất quá nhìn xem xương độc đều là nhìn mà phát khiếp nhưng là có một chút thế lực hiểu độc đều là chuẩn bị sẵn sàng sau đó cũng tiến vào sương mù xám ở trong dù sao một chén này canh, không có người nghĩ sai qua, coi như đi nhặt nhạnh chỗ tốt, cái kia cũng dù sao cũng so không có hảo, tiến vào sương mù xám không lâu, mặt đất dần dần ẩm ướt đứng lên, lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người càng là một mảnh hồ nước, nhưng hồ này màu sắc cũng không phải là trong suốt, mà là một mảnh đỏ nhạt chi sắc, sương mù xám tràn ngập bốn phía ánh mắt có hạn, bất quá bốn phía nhưng là xuất hiện một chút lưu ly nguyên khí, rất nhạt, nhưng mà điều phát giác, này liền là đủ chứng minh, ở đây thật sự có lưu ly nguyên khí nhưng đến nỗi có phải hay không lục sắc lưu ly nguyên khí, vậy thì chưa biết được, lúc này ở một bên cách đó không xa truyền đến kịch đấu thanh âm, hồ nước nhắc lên thủy triều, Tiêu Viêm nhíu mày, đều là chuẩn bị nghe tiếng tiến đến điều tra, không ngoài sở liệu, động tĩnh như vậy 89 phần 10 chính là vạn ma điện dẫn dắt lên, tới gần sau đó, chính là trông thấy giữa hồ lộ ra một cái to lớn đầu, lúc này vạn ma điện đều là nhao nhao ra tay phòng ngự, không dám lỗ mãng, nhưng hồ này cự vật lại không có lập tức nước hồ dấu hiệu, một phen tê rít gào sau đó, chính là một lần nữa chui vào trong hồ lại có ma thú thủ hộ, sương mù xám che giấu, thấy không rõ ma thú này toàn cảnh, bất quá nhìn vạn ma điện khuynh hướng, chính là biết được ẩn cư ở nơi này hồ nước màu đỏ bên trong ma thú, thực lực thế nhưng là không thể khinh thường, chủ yếu nhất là bị kích thích đến ma thú, quanh một tiếng, chính là phun ra trăm mét cao hơi nước, mà chất nước sương mù lắng đọng xuống thời điểm, liền tạo thành loại này màu xám cho xương độc, lúc này quanh bình xương độc trở nên càng thêm nồng nặc, tựa như hồ nước này còn có lực bài xích, Bạch Lăng lúc này nhíu mày, tựa hồ hồ nước có một cỗ lực lượng kỳ dị làm cho bọn hắn không dám tới gần mặt nước, mà Tiêu Viêm ở đây nhưng là vô cảm, xem ra thật sự cần tam sắc lưu ly nguyên khí đan, bằng không nơi này sẽ có bài dị, không ngại, không vào nước này bên trong liền có thể. Tiêu Viêm do dự, linh phong hoa ngược lại là không có lừa hắn, tiểu tử này xem ra bị Tiêu Viêm dọa đến mơ hồ. Lúc này ở xa nhưng là truyền đến âm thanh, các ngươi cũng chớ có đứng ngoài quan sát, ma thú trong hồ cường đại, bây giờ sợ là cần chúng ta liên thủ mới có thể đem hắn giải quyết. Âm thanh truyền ra giả, là tiểu y tiên bên cạnh nam tử, rõ ràng nam tử này ở nơi này chi đội ngũ bên trong chính là người thực lực mạnh nhất hắn lúc này lông mày cũng là nhíu chặt lấy cùng hồ nước này ma qua tay chính là biết được hắn lợi hại tiêu viêm dã là nhướng mày bởi vì khi hắn linh hồn chi lực tràn ra thời điểm hồ nước che giấu ở dưới tràng diện chính là làm hắn cũng là vì đó chấn động nhìn như khổng lồ dưới mặt nước kỳ thực tất cả đều là ma thú này thân thể tại tiêu viêm xem ra mặt nước này dưới ma thú càng giống là ở dưới nước sinh trưởng đến không cách nào tưởng tượng đại thụ nó thân cành lan tràn đến toàn bộ mặt hồ bực này ma thú tiêu viêm dã là lần đầu tiên nhìn thấy, muốn giải quyết tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nếu không thể giải quyết đi nó, chúng ta ai cũng đừng nghĩ thu được cái này lục sắc lưu ly nguyên khí, Vạn Ma Điện Nam tử tiếp tục nói, thực lực của hắn tại đấu thần liên minh một đám phía trên, có lẽ là tam tinh đấu thần đỉnh phong, cũng có thể là bốn tinh đấu thần, liền hắn đều không cách nào giải quyết, nhưng Tiêu Viêm một đám tham dự, ý đồ sáng tỏ, muốn bắt bọn hắn làm pháo hôi, làm sao chia, Tiêu Viêm ngược lại là không có cự tuyệt, chuyện này xem ra tựa như hoàn toàn chính xác chỉ có liên thủ, bực này ma thú để cho bọn hắn, chỉ sợ cũng là thúc thủ vô sách, nhưng muốn đem bọn hắn cầm thương xử cũng không dễ dàng như vậy. Ma thú này vì sát ma để, mà trong hồ nước sát ma để đã sinh trưởng đến ngàn trượng thậm chí vạn trượng, đừng nói là ta, liền xem như năm tinh đấu thần cũng khó có thể đem hắn tiêu diệt, nhưng nó công kích đơn giản, nhưng lại có cực kỳ cường hãn tái tạo chi lực, muốn giải quyết đi nó, nhất định phải đâm xuyên trái tim của nó. Nam tử tiếp tục nói, Tiêu viêm nghe vậy nhíu mày, năm tinh đấu thần đều khó mà giải quyết, vậy bọn hắn một đám như thế nào có thể đem hắn chém giết? Ta nói giết chết sau đó, làm sao chia cái này lục sắc lưu ly nguyên khí? Tiêu viêm tiếp tục vấn đạo, đây mới là điểm mấu chốt, diệt sát có thể, nhưng mà tài nguyên như thế nào đi phân phối, cái kia phải sớm đã nói, ta bảy người ba, dù sao không có ta, các ngươi tuyệt đối cũng sẽ không có biện pháp giải quyết đi nó. Nam tử thản nhiên nói, tựa hồ cho ba thành đã là lớn nhất nhượng bộ. Tiêu viêm nghe vậy nhưng là cười lạnh, sau đó chính là hồi đáp, phải, ngài khỏe tự lo thân cùng lắm thì cái này lục sắc lưu ly nguyên khí chúng ta không muốn chính là, Tiêu Viêm trực tiếp khoát tay một cái, nam tử kia cũng chưa từng nghĩ đến Tiêu Viêm cự tuyệt sẽ như thế dứt khoát, lúc này một bên đồng hồ nhưng là càng nghe càng buồn bực, lập tức quát âm thanh quát to, đã như vậy, các ngươi liền mau lăn ra ở đây, đường này là ngươi mở, cây này là ngươi cắm, tất nhiên không phải, lão tử nguyện ý ở đâu ngay tại cái nào, ngại lấy ngươi, Tiêu Viêm dã là không khách khí chút nào trực tiếp phản bác lại, đồng hồ lúc này giận dữ, trên thân nguyên khí phun trào, như muốn chuẩn bị ra tay, nam tử nhíu mày sau đó, lúc này mới chậm rãi mở miệng, "46, 5 năm." Tiêu Viêm không có để ý đồng hồ, mà là trả lời nam tử, "Đi, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu là đi ra sai lầm, hoặc muốn chơi hoa chiêu gì, đừng trách chúng ta vô tình." Nam tử cũng là lạnh giọng nói, Tiêu Viêm dã hơi hơi nở nụ cười, "Như thế nào ám sát nó trái tim, nhiều như vậy xúc tu, muốn đi vào trong đó độ khó quá lớn." Tiêu Viêm nói, nam tử ánh mắt nhưng là nhìn về phía Bạch Lăng cùng Tiếu Linh Nga trên thân tựa hồ đối với nói chuyện tiêu viêm không để ý lắm ít nhất cần tam tinh đấu thần trở lên thực lực hai tinh đấu thần không thể nghi ngờ chịu chết cái này sát ma để sở dĩ phun ra xương độc ngoại trừ làm cho không người nào có thể tới gần bên ngoài nó vẫn sợ quang nam tử một mắt chính là xem thấu tiêu viêm thực lực trong mắt chính là xuất hiện xem thường tiêu viêm nghe vậy nhíu mày không ngờ tới cái này sát ma để lại còn sợ quang nếu là như vậy chẳng phải là một cái rượu sụp đổ trực tiếp sẽ phải mạng của nó cái này sát ma để có bốn cái trái tim nhưng mà chỉ có một trái tim thật sự cho nên cần ít nhất cần hai cái tam tinh đấu thần làm một tổ những người còn lại toàn lực công kích yểm hộ, lẻn vào dưới nước đi tìm nó trái tim, hơn nữa đem hắn đâm xuyên, nam tử tiếp tục nói, nghe vậy Tiêu Viêm khó trách Vạn Ma Điện không dám tự mình mạo hiểm, đồng hồ là tam tinh đấu thần bên ngoài, Vạn Ma Điện tam tinh đấu thần trở lên chỉ có 4 người, cho nên căn bản không dám vọng động, mà đấu thần liên minh bên này, Bạch Lăng cùng Tiếu Linh Nga, cùng với trong đội ngũ tam tinh đấu thần sơ kỳ chính là có mấy danh. Thực lực tổng hợp sát xem xét hoàn toàn ở vạn ma điện phía trên, nếu không phải tiểu Y Tiên ở trong đó, Tiêu Viêm tuyệt đối cũng sẽ không đáp ứng cùng hắn hợp tác, coi như không quen biết nhau, Tiêu Viêm giã sẽ bảo hộ nàng Chu Toàn, có thể không nổi lên va chạm dưới tình huống tận lực tránh, không giả một khi khai chiến, tiểu Y Tiên thực lực chắc chắn trở thành mục tiêu công kích, Bạch Lăng cùng Tiếu Linh Nga đồng loạt nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trong đội ngũ lại đứng ra hai người, đều là tam tinh đấu thần sơ kỳ, tăng thêm Bạch Lăng cùng Tiếu Linh Nga liền có thể tạo thành hai tổ, ngoại trừ nó ma đằng bên ngoài, nước này phía dưới chỉ sợ cũng không yên ổn các ngươi phụ trách nam bắc hai bên, chúng ta phụ trách tây nam. Nam tử tiếp tục nói, tiêu viêm lúc này trong lòng chính là cười lạnh, rõ ràng nam bắc bên này thuộc hạ ma đằng càng thêm tươi tốt một chút, hắn ngược lại biết tuyển, quả thật tin hắn. Bạch lăng thấp giọng hỏi tiêu viêm, không ngại, các ngươi đi xuống trước, ta sau đó liền đến, chớ cưỡng cầu, tiêu viêm nhỏ giọng dặn dò. Bạch lăng cùng tiếu linh nga đều là gật đầu một cái, việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị sẵn sàng, nam tử nói, tiêu viêm dã là ra lệnh một tiếng, đấu thần liên minh nhau nhau làm xong khai chiến chuẩn bị, nam tử trước tiên xông ra cầm trong tay trường đao lướt đi một cái chớp mắt hồ nước đột nhiên nổ lên vô số ma đằng bắt đầu từ trong hồ nước gào thét mà ra vạn ma điện một đám đều xông ra nhao nhao ngăn cản ma đằng tiêu viêm ánh mắt cũng là ngưng lại cũng là bay trên không mà hắn nguyên khí gào thét ở giữa lướt về phía trên mặt hồ đấu thần liên minh hơn hai ngàn người cùng nhau xông ra vô số ma đằng liền tựa như xúc tu đồng dạng cực kỳ nhạy bén rậm rạp chẳng chịt điên cuồng bao phủ không cần vạn ma điện nam tử hạ lệnh tiêu viêm thân hình trực tiếp là trước tiên vọt vào màu đỏ trong hồ nước chỉ là hai tinh đấu thần, thực sự là tự tìm cái chết. Vạn Ma Điện Nam tử nhìn thấy tự mình xông vào trong hồ nước Tiêu Viêm chính là, quát âm thanh quát trái tai, đáy nước chi cảnh, ra Tiêu Viêm dự kiến, cho dù trước đó đã vận dụng qua linh hồn chi lực dò xét qua, nhưng đáy nước cảnh sắc vẫn là lệnh Tiêu Viêm cảm thấy chấn kinh. Hồ nước phía dưới, phảng phất một chương cực lớn bệnh lưới, dày đặc ma đằng ở dưới đáy điên cuồng vũ động, phảng phất hồ nước chỉ là biểu hiện, hồ nước chỉ là vì che giấu hắn thân thể khổng lồ mà thôi. Tiêu Viêm trong đôi mắt vòng ánh sáng nổi lên, trong nháy mắt bộc phát ra một chùm quang mang, hắc ám hồ nước phía dưới, Tiêu Viêm đôi mắt giống như là hai vầng mặt trời đồng dạng, đem bốn phía chiếu sáng rực khắp, nhất thời, hồ nước phía dưới chính là vang dội tiếng kêu thê lương, âm thanh cực nhỏ, nghe liền tựa như một cái xé rách cổ họng nữ nhân, tia sáng những nơi đi qua, chính là trực tiếp mở ra một cái lối đi cho Tiêu Viêm, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, nam tử kia lời nói quả nhiên không giả, Tiêu Viêm đem rượu sụp đổ khống chế đến dưới nhất, bởi vì Tiêu Viêm cũng không muốn vào lúc này nhường cái này sát ma để hoàn toàn ngừng công kích, hắn còn trông cậy vào sát ma để kéo thêm ở đây vạn ma điện một hồi, rượu sụp đổ soi sáng ra tới thông đạo, Tiêu Viêm dùng tốc độ cực nhanh hướng phía dưới bổ nhào, coi như cái này sát ma để có nhược điểm, át hẳn cũng là ở nơi này đông đúc như mạng nhện vậy ma đằng phía dưới rượu sụp đổ tia sáng rất nhanh tiêu tan, đó là xúc tu một dạng ma đằng phong bạo hướng về Tiêu Viêm cuốn tới, lít nha lít nhít ma đằng lại lần nữa là đem Tiêu Viêm bao khỏa chặt như nêm cối, bất quá loại này cỡ nhỏ rượu sụp đổ, Tiêu Viêm có thể liên tục thi triển, lại con mắt cũng không có cảm thấy có cái gì dị cảm giác, nếu là thi triển rượu sụp đổ vượt ra khỏi cực hạn, liền sẽ lệnh Tiêu Viêm bản thân lâm vào một đoạn không linh trạng thái, cho nên nhất thiết phải lượng sức mà đi, lại lần nữa thi triển rượu sụp đổ, Tiêu Viêm trước mặt ma đằng liền tựa như bị đả thương đồng dạng, điên cuồng tan đi ra, nhưng rất nhanh sau khi ánh sáng biến mất ma đằng lại sẽ theo nhau mà tới liên tục thi triển mấy lần cỡ nhỏ rượu sụp đổ sau đó cùng với chưa từng nhìn thấy dưới đáy nhưng nơi này ma đằng bắt đầu dần dần biến nhỏ hẳn chính là phải đến sát ma để biên giới tiêu viêm lúc này trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng cơ hồ toàn bộ hồ nước phía dưới tất cả đều là sát ma để thân thể biết bao khổng lồ không cách nào tưởng tượng bực này ma vật muốn giải quyết đi nó cũng không phải một kiện chuyện dễ hơn nữa tại tiêu viêm xem ra giải quyết sát ma để là giả e rằng vạn ma điện nam tử cũng là nghĩ lợi dụng đấu thần liên minh ngăn chặn cái này sát ma để mà thôi chỉ là vì lục sắc lưu ly nguyên khí tiêu viêm nhiều hơn nữa lần thi triển diệu sụp đổ sau đó rốt cục thoát ly ma đằng vây quanh có thể tiếp nhận xuống xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt cũng không phải là hoa mỹ lục sắc nguyên khí tóc thẳng vào mặt càng là phun hình rắn ma xà tại mờ tối đáy hồ phát ra nhàn nhạt huỳnh quang những thứ này ma xà thế nhưng là có không kém độc tính bị cắn trúng một ngụ nếu là không kịp thời giải độc tình huống cũng là mười phần nguy hiểm tiêu viêm ánh mắt ngưng lại bất quá tiêu viêm không chút kinh hoàng trong tay nhưng là xuất hiện rất lâu cũng chưa từng đã dùng sấm chớp mưa bão thương, từng đạo hồng lôi tại tiêu viêm trên cánh tay hiện lên, tiếp đó tràn vào sấm chớp mưa bão thương ở trong, đối mặt dày đặc ma xà, bàn tay quan sát, sấm chớp mưa bão thương chính là lướt ầm ẩm, ẩm ra, một tiếng ầm vang, toàn bộ hồ nước phía dưới, lôi điện khuếch tán ra, trong nháy mắt dày đặc bốn phía, những thứ này ma xà đều là bị ma tí, mượn nhờ thời cơ này, tiêu viêm thân hình quan sát, nắm chặt sấm chớp mưa bão thương, đem bị tê dại ma xà toàn bộ chém giết, diệt sát sau đó, Tiêu Viêm chính là nhìn thấy từng đạo lưu ly nguyên khí, càng là hiện ra tam sắc, Tiêu Viêm lập tức vui mừng, không ngờ tới cái này ma xà thể bên trong lại cũng có lưu ly nguyên khí, nhưng lúc này mờ tối hồ nước dưới đáy, bỗng nhiên xông ra một cỗ khí lưu, làm cho Tiêu Viêm sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống, cúi đầu nhìn xuống dưới, chính là nhìn thấy hiện ra huỳnh quang u lục, như chuông đồng đồng dạng lớn nhỏ, Tiêu Viêm linh hồn chi lực chớp mắt khoét tán ra, nhất thời, phía dưới dò xét đến khí tức chính là làm cho tiêu viêm biểu lộ triệt để ngưng trọng lên, thật là mạnh khí tức, Tiêu Viêm cả kinh nói, bất quá cùng lúc đó, chính là sau khi nghe thấy phương truyền đến ken két vỡ vụn thanh âm, chính là nhìn thấy, một thân ảnh càng là sinh sinh phá vỡ ma đằng, lại cũng là tới đến nơi này dưới đáy, đạo thân ảnh này, chính là vạn ma điện bên trong cùng Tiêu Viêm nói chuyện nam tử, hừ hừ, không nghĩ tới tâm cơ như vậy thâm trầm, dám bắt chúng ta vạn ma điện cầm thương xử, lòng can đảm ngược lại là rất lớn. Nam tử sâm sâm nhìn xem Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm cũng là không kinh ngạc, cái này sát ma, để mặc dù khổng lồ, nhưng mà mấy ngàn người vây công làm nó chiến lực cũng là giảm mạnh, có thể đột phá đến nơi đây, cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nói đùa, ý tưởng của ngài không phải cũng giống như ta sao? Cũng không biết ngài nói trái tim ở nơi nào, tiêu viêm biết rõ còn cố hỏi, cái này sát ma để nào có cái gì trái tim, loại cây này dây leo các loại ma thú, trừ phi thiêu cháy thành cho bụi, bằng không nó vẫn như cũ có thể trùng sinh, cái gọi là trái tim, bất quá chỉ là tên nam tử muốn lẻn vào dưới đáy độc chiếm lục sắc lưu ly nguyên khí, mà biện thành tạo chi tử thôi, người đoán không tệ, không có cái gì trái tim, cái này lục sắc lưu ly nguyên khí ta, cũng không dự định cùng các ngươi đấu thần liên minh chia đều nhưng bây giờ ngươi biết lại như thế nào bằng vào ngươi nhị tinh đấu thần thực lực ngươi lại có thể thế nào nam tử nhìn xem tiêu viêm trong mắt chính là nổi lên giày đặc sát ý mờ tối đáy hồ phẳng phất trong mắt của hắn hiện ra hồng quang huống chi chúng ta vạn ma điện cùng đấu thần liên minh ở giữa thế nhưng là không có cách nào hóa giải mâu thuẫn theo ta được biết ngươi là đấu thần liên minh một cái điện hạ nếu là giết ngươi có lẽ còn có thể trở về tranh công một phần bất quá ngươi ngược lại là hoàn toàn chính xác làm ta kinh ngạc cũng dám bằng vào nhị tinh đấu thần thực lực độc thân đi tới nhưng ở trong mắt ta Dạng này cả gan làm loạn hết lần này tới lần khác chính là muốn mệnh chỗ, chết ở ta Vu Xuyên trong tay, ngươi cũng đầy đủ an tâm, nếu muốn báo thù, đợi ngươi luân hồi sau đó, thật tốt tu luyện, chớ làm tiếp như vậy bỏ mệnh sự tình. Nam tử tên là Vu Xuyên, lúc này trong mắt của hắn đã hiện đầy sát ý, tựa hồ không có tính toán buông tha Tiêu Viêm, lúc này Tiêu Viêm cũng là ánh mắt ngưng lại, xem ra dưới mắt một trận chiến này, là tránh cũng không thể tránh, trước mắt tên là Vu Xuyên nam tử, coi như không có tứ tinh đấu thần thực lực chỉ sợ cũng là đạt đến tam tinh đấu thần hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, nội tình bên trên so Tiêu Viêm tự nhiên muốn hùng hậu nhiều, nhưng kể cả như thế, Tiêu Viêm trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng, kém như vậy cách hắn vẫn còn có thể tiếp nhận, dù sao hắn cách tam tinh đấu thần cũng là cách xa một bước, có thể như vậy khổ chiến, đối với hắn có lợi mà vô hại, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể chiến thắng cái này Vu Xuyên. Vu Xuyên cầm trong tay trường đao, hiện ra màu tím quỷ khí, thần chi nguyên khí phun trào mà ra, từ bên người hóa thành một vùng biển sao, số lượng kinh người, chừng người vạn nhiều, như hắn là tam tinh đấu thần đỉnh phong nội tình cần phải đã đạt đến 15 vạn nhiều, nhưng Tiêu Viêm nhưng là hơi hơi thở dài một hơi, như cái này Vu Xuyên chỉ là tam tinh đấu thần, vô luận là hậu kỳ cũng tốt, đỉnh phong cũng được, vẫn còn có thể cùng đánh một trận. Tiêu Viêm lúc này nguyên khí cũng là ầm vang tản ra, Tiêu Viêm tinh thần mặc dù chỉ có 4 vạn 9 ngàn, nhưng nên biết được, Tiêu Viêm biển sao cũng không chỉ có một, hai cái tinh hải tổng hòa cộng lại, Tiêu Viêm tinh thần cũng là tiếp cận 10 vạn, mặc dù không bằng Vu Xuyên, nhưng là cũng không phải là không cách nào so sánh Thiên cấp biển sao, Vu Xuyên hai mắt hơi híp nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi nói, khó trách bằng vào hai tinh đấu thần đều có thể trở thành đấu thần liên minh điện hạ, nguyên lai like là người mang Thiên cấp biển sao, chỉ là đáng tiếc, như người vậy Thiên Phú vẫn chưa có thi triển thời điểm, nếu người thật sự đạt đến ba tinh đấu thần, có lẽ ta còn muốn e ngại người một hai, bất quá chỉ bằng ngươi hai tinh đấu thần thực lực, hôm nay ngươi hẳn là muốn vẫn thân nơi này, Vu Xuyên trong tay hiện ra tử khí trường đao, trong lúc vất tay chính là cuốn lấy đầy trời nguyên khí biển sao phóng lên trời. Cùng Tiêu Viêm biển sao so sánh, cái này Vu Xuyên biển sao tất nhiên muốn cường hoành mấy phần, bất quá cái này Vu Xuyên biển sao ngoại vi cũng là hiện ra một tầng màu xanh đậm, theo lý thuyết hắn biển sao cấp bậc chẳng qua là huyền cấp biển sao mà thôi, nhưng kể cả như thế, Vu Sơn thực lực nội tình đều ở đây Tiêu Viêm phía trên, một trận chiến này, đối mặt Tiêu Viêm, thế nhưng là có chút bất thiện, đáy hồ phía dưới xanh biếc con mắt, tựa hồ đánh giá cái này hai thân ảnh, nhưng tựa hồ đối với nó cũng không có uy hiếp, nó cũng không muốn chủ động đi trêu chọc, trong hồ nước Tiêu Viêm cùng Vu Sơn ánh mắt đụng vào nhau đều có lấy nồng nặc túc sát chi ý tràn ngập ra, đối với Song Phương tới nói, Vu Sơn cho là hắn hoàn toàn có thể nghiền ép Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Viêm cũng hiểu biết, trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được, ầm vang ở giữa, phía sau hai người biển sao đều là bạo phát ra hào quang sáng chói, cuồng bạo vô cùng nguyên khí phong bạo quét ngang mà đến, hai người thân hình gần như đồng thời tại trong hồ nước kéo ra khỏi một đầu bạch tuyến, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, mấy tức phía sau, trong hồ nước mới là trông thấy từng đạo tàn ảnh, bất quá lúc này Tiêu Viêm đem bát hoang huyền trọng xích rút ra, đối mặt Vu Xuyên tử khí trường đao, nếu là không có vũ khí xem như ngăn cản, rất khó cùng đánh nhau chết sống, keng keng keng, bởi vì tại dưới nước nguyên nhân, Vu Xuyên trưởng đao cùng Tiêu Viêm bát hoang huyền trọng xích va chạm phát ra âm thanh cũng là trở nên nặng nề, dưới nước mặc dù không nhìn thấy cụ thể sóng nước, thế nhưng là có thể nhìn, đến dòng nước xiết nhấc lên hồ nước phía dưới phần lớn nước bùn, hồ nước bắt đầu vì vậy mà trở nên vẩn đục, Tiêu Viêm cùng Vu Xuyên ánh mắt xen lẫn, sát ý lẫm nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, song phương chính là ầm vang ra tay, đầy trời xích ảnh cùng đao quang, giống như mưa to đồng dạng đều chút xuống, thanh âm trầm thấp không ngừng vang dội, nhìn như lực lượng so đấu, trên thực tế đều là ẩn chứa tự thân nồng đậm biển sao nội tình xem như cơ sở, trong nháy mắt chính là giao thủ mấy trăm hiệp, dạng này giao phong không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, song phương cũng chưa từng dùng qua đấu kỹ, đều là đơn thuần so đấu tự thân nguyên khí nội tình, rõ ràng Vu Xuyên đối tự thân nguyên khí nội tình có cực mạnh tự tin, cho rằng hoàn toàn có thể nghiền ép Tiêu Viêm, không ngờ tới chính là, hết lần này tới lần khác như vậy Vu Xuyên cũng gặp phải hết lần này, tới lần khác như vậy Tiêu Viêm, cho dù biết được Vu Xuyên thực lực ở trên hắn, Tiêu Viêm bây giờ cũng là hoàn toàn không sợ cho dù Vu Xuyên có mấy trăm ngàn tinh thần số lượng, nhưng Tiêu Viêm bốn vạn chín ngàn tinh thần nội tình bằng vào biến dị biển sao, trong thời gian ngắn, Tiêu Viêm cũng chưa từng rơi vào qua hạ phong. Mặc dù Vu Xuyên tinh thần số lượng tại Tiêu Viêm phía trên, nhưng Tiêu Viêm biển sao không chỉ có riêng chỉ là thiên cấp biển sao, hắn biển sao kỳ thực có hai cái, hơn nữa hai cái đều là thiên cấp biển sao, vẻn vẹn bốn vạn chín ngàn tinh thần, nhưng lại muốn gấp bội đi tính toán, cho nên Tiêu Viêm chân chính nội tình cũng là tiếp cận mười vạn tinh thần, hơn nữa tại về chất lượng càng là muốn dẫn trước tại Vu Xuyên. Như vậy hung hãn đối bính, cũng là làm cho Vu Xuyên cảm thấy chấn kinh hắn tự hiểu chưa từng lưu thủ, có thể ánh mắt đề nghị Tiêu Viêm, nhưng là có thể tiếp nhận hắn mỗi một lần công kích, hắn dần dần bắt đầu hoài nghi, trước mắt Tiêu Viêm phải trang triển lộ ra thực lực chân chính, keng, trong hồ nước, tử khí trường đao cùng bát hoang huyền trọng xích lại lần nữa là hung ác đụng vào nhau, lực lượng khổng lồ va chạm, mà hình thành gợn sóng gây nên hồ nước từng tầng từng tầng khuếch tán ra, làm cho hai thân ảnh đều là lui về phía sau lùi lại, Tiêu Viêm ổn định thân hình, ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Xuyên. Lúc này Tiêu Viêm trong lòng bàn tay nóng lên, cái sau thực lực xác thực rất mạnh, vô luận như thế nào dù sao cũng là ba tinh đấu thần, kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú, theo thực lực để thăng, phần lớn người đều ỉ lại đấu kỹ, đối với trận đánh ác liệt nhưng là đánh rất ít, nhưng Vu Xuyên nhưng là khác biệt, nhìn hắn ra tay liền biết, cũng là một cái cũng không quá ỉ lại đấu kỹ cường giả, bất quá lúc này Vu Xuyên so với Tiêu Viêm sắc mặt, nhưng là càng thêm âm trầm một chút, hắn không ngờ tới chính mình nhanh như vậy đao pháp, tăng thêm tự thân hùng hậu nguyên khí nội tình, càng là không có lấy được nửa điểm ưu thế, càng giống như không hề có tác dụng đồng dạng, thiên cấp biển sao quả nhiên bất phàm. Mấy vạn tinh thần lại có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh, Vu Xuyên trong lòng chấn nhiếp, hắn mặc dù là huyền cấp biển sao, nhưng mà nội tình đã không tầm thường, nếu là bình thường so sánh, hắn nguyên khí nội tình là đủ là Tiêu Viêm gấp 3, hoàn toàn có thể đem hắn áp chế mới đúng, nhưng bây giờ tình huống nhưng là làm hắn khuất phục, mặc dù rung động trong lòng, nhưng Vu Xuyên tâm tính không tầm thường, tay nhiễm tiên huyết vô số, rất nhanh liền trầm tĩnh xuống, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tiêu Viêm, tất nhiên ngạnh công không thể lấy được ưu thế, vậy cũng chỉ có thể thi triển đấu kỹ, hai tay đột nhiên khép lại, nguyên khí chính là tùy theo mà điên cuồng phun trào thâm hậu nguyên khí hiện ra tử quang, mắt thần ngưng lại, hắn thực sự không tin, một cái chỉ là hai tinh đấu thần, cho dù là thiên cấp biển sao, thân là ba tinh đấu thần lại không thể chiến thắng, tím huyền linh long thuật, mãnh liệt thần chi nguyên khí giống như ngưng thực, tại vu xuyên bên cạnh xoay quanh ở giữa chính là, cấp tốc ngưng kết thành sức mạnh một đầu khổng lồ vảy tím cự long, cự long hiện lên tê rít gào ở giữa, trong miệng phun hừng hực tử viêm, khí thế hung hãn vô song, cái này tím huyền linh long thuật chính là vu xuyên vận dụng rất nhiều một đạo vực trên bậc phẩm đấu kỹ đối với cái này đấu kỹ cũng là nghiên cứu rất nhiều đi qua nhiều lần cải tiến, cũng là tiếp cận viên mãn cấp độ, uy lực cường hãn, Vu Xuyên quát to một tiếng, chỉ thấy vảy tím cự long miệng phun tử viêm gào thét mà ra, hướng về Tiêu Viêm gào thét mà tới, khí thế như vậy hung hãn vô song, làm cho đáy hồ bên trong con mắt màu xanh lục cũng là hơi hơi ngưng lại, Tiêu Viêm bình thản đứng lặng, nhìn qua gào thét mà đến vảy tím cự long, hắn sắc mặt bình thản, loại năng lượng này hình đấu kỹ, Tiêu Viêm nhưng là chậm rãi tay giơ lên, ngón áp út hơi động một chút, bờ môi cũng là nhẹ nhàng khiêu động, vệ sinh, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy cái này vảy tím cự long chính là không có bất kỳ cái gì triệu chứng dưới tình huống ẩm vang một tiếng trong nháy mắt băng tán hóa thành nồng nặc tử khí sau đó chính là đều tràn vào tiêu viêm ngón áp út ở trong nhưng mà cũng cùng này đồng thời tiêu viêm ngón áp út bên trong nhưng là phun ra ánh lửa tại vu xuyên lúc này chấn kinh đến tột đỉnh biểu lộ phía dưới càng là trong nháy mắt ngưng tụ ra một đầu vảy tím cự long biến sắc bản màu sắc từ màu tím đã biến thành thất thải chi sắc trên thân hiện ra hỏa diễm cái kia con người băng lãnh càng là hướng về hắn nhìn sang đến đây đi nếm thử chính ngươi chiêu số tiêu viêm trên môi dương Vu Xuyên lúc này không biết Tiêu Viêm là như thế nào làm được, vậy mà đem hắn đấu kỹ hóa thành mình có, hơn nữa dùng cái này tới công kích hắn, một chiêu này, Thâu Thiên Hoán Nhật, đơn giản lệnh Vu Xuyên không cách nào tưởng tượng cùng lý giải, Vu Xuyên ánh mắt lại lần nữa ngưng lại, thủ ấn lại là cực tốc biến huyễn, trong nháy mắt, chính là lại lần nữa ngưng tụ ra một đầu vảy tím cự long, chỉ thấy cái kia giữa không trung, hai đầu ngoại trừ màu sắc khác nhau, nhưng bộ dáng nhưng là nhất trí hai đầu vảy tím cự long, hung hăng xé rách đánh nhau ở một cái lên. Cả hai thi triển ra công kích chiêu số đều là giống nhau như đúc, nhìn xem một màn này, Vu Xuyên ánh mắt dị thường âm trầm, không ngờ tới càng là như vậy, chính là bị Tiêu Viêm làm hại tiêu hao số lớn thần chi nguyên khí, bất quá lúc này Tiêu Viêm thân hình đột nhiên xông ra, đối mặt Vu Xuyên hắn cũng không có nửa điểm e ngại chi ý, ngược lại là chủ động xuất kích, cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích, thước ở phía trước thân ở phía sau, ngũ trọng trấn thiên thước, phá quân, Tiêu Viêm quát mắng một tiếng, thần chi nguyên khí bao trùm toàn thân, bây giờ đột phá đấu thần sau đó, cùng đấu tiên thi triển bát hoang huyền trọng xích tự nhiên là hoàn toàn khác biệt, ngũ trọng trấn thiên thước Tiêu Viêm bây giờ đã có thể hoàn toàn đem hắn thi triển ra, Vu Xuyên không dám thất lễ, cũng là vội vàng thôi động thần chi nguyên khí, trong tay tử khí trường đao vung vẩy ở giữa, chính là trông thấy từng đạo tàn ảnh, gào thét mà ra, keng, tiêu viêm kình đạo cương mãnh vô cùng, bát hoang huyền trọng xích phía trên càng là hiện ra hỏa diễm cùng tia lôi dẫn, hắn thuận tiện bộc phát ra uy lực sinh sinh đem Vu Xuyên trường đao cho đánh văng ra. Vu Xuyên cả kinh, vừa định muốn làm ra phản ứng, nhưng lúc này trong tay Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích đã là cuốn lấy lực lượng cường đại từ dưới lên trên hung hăng vẩy một cái, đoạn không, cơ thể ngắn ngủi mất đi cân bằng, Vu Xuyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, nhưng lúc này từng đạo sức mạnh không có chút nào khe hở nối liền với nhau, làm hắn tránh cũng không thể tránh, Thăng Long, Bát Hoang Huyền trọng xích bộc phát ra một đạo xé rách âm thanh, thước thân cực lớn, không giống trường đao, rộng lớn thước thân tăng thêm tốc độ cực nhanh, đem không khí nghiền ép phát ra âm thanh cực kỳ hùng hậu, cũng như rồng gầm hồ gầm, Bát Hoang Huyền trọng xích hung hăng công kích ở Vu Xuyên trên thân thể, uy lực như vậy, làm cho Vu Xuyên cũng là kêu lên một tiếng đau đớn khí huyết cuồn cuộn, nguyên khí phi tốc phun trào muốn phản kháng, bất quá cùng lúc đó, thân hình hắn cũng bị chậm lại, thật là mạnh linh hồn chi lực, ngắn ngủi thất khống chi phía sau, Tiêu Viêm thân hình chính là xuất hiện ở Vu Xuyên phía trên, lúc này cây thước bắt đầu từ bên trên hung hăng đánh xuống, nặng nề đánh vào Vu Xuyên bụng, một tiếng vang trầm, Vu Xuyên kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra tiên huyết, vẫn chưa xong đâu, Trấn Thiên, Tiêu Viêm lần này cũng không lại là cắn răng thi triển mà ra, ngũ trọng Trấn Thiên thước có thể nói là năm cái đấu kỹ, nhưng cũng có thể nói là một cái đấu kỹ, một mạch mà thành không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Một kích cuối cùng trọng đánh vào Vu Xuyên trên thân, tại trong hồ nước, Vu Xuyên thân hình bắn ngược mà ra, chính là nhanh chóng hướng về phía dưới bắn ngược mà đi, lúc này ở hồ nước dưới đáy cặp kia xanh biếc ánh mắt lại là, mắt lộ ra hung quang, tựa như xâm phạm đến rồi lãnh địa của nó, Vu Xuyên nặng nề đã rơi vào hồ nước dưới đáy, khơi dậy một mảnh nước bùn cho bụi, đem hắn thân hình cho hoàn toàn che giấu, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo gầm thét chính là từ bên dưới phương vang vọng ra, đó là đầy mặt bừa bãi Vu Xuyên, lúc này trong mắt đã là đầy nồng nặc hung quang, hắn từ đầu đến cuối cũng không có nghĩ rõ ràng vậy mà lại bị một cái nhị tinh đấu thần chiếm hết thượng phong, lại lấy như vậy phương thức nhục nhã nghiền ép hắn, người đây là đang tự tìm cái chết, Vu Xuyên khoát tay, tử khí trường đao chính là tê rít gào, đao quang lấp lóe, chính là trông thấy mấy trăm đạo tử khí đao quang đều gào thét mà ra, như mưa cùng đồng dạng hướng về Tiêu Viêm chút xuống mà đi, cùng lúc đó, Vu Sơn cước bộ hướng về phía trước đạp mạnh, thân hình cũng là biến mất ở tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt chính là xuất hiện ở Tiêu Viêm hậu phương, trường đao nhắm ngay Tiêu Viêm cổ hậu phương, hung hăng chém vào đi lên, Vu Sơn quan trọng hàm răng, trên thân tất cả sức mạnh không có bất kỳ cái gì cất giữ chút xuống, hắn muốn giết chết Tiêu Viêm, như Tiêu Viêm không chết, ở đây hết thảy đều sẽ truyền đi, đối với hắn mà nói, đó đúng là lớn lao vũ nhục, quả thực là làm hắn sống không bằng chết sự tình, nhưng hắn lúc này trường đao trong tay nhưng là bỗng nhiên chợt nhẹ, tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi của hắn đột nhiên co vào, bởi vì hắn ngẩng đầu nhìn lúc, càng là phát hiện mình tử khí trường đao đã biến thành hai nửa, ngắn vô thanh vô tức, vết cắt chỗ vuông vức như gương, làm sao lại, Vu Xuyên nhìn trong tay mình gầy mất trường đao, lúc này hắn tập trung nhìn vào, lại muốn vô cùng cẩn thận mới nhìn gặp, Tại Tiêu Viêm sau lưng cách đó không xa có một cây cực nhỏ kim tuyến, Tiêu Viêm từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu lại, trong tay không sợ hỏa liên cấp tốc ngưng kết, tiện tay ném đi, ầm vang ở giữa, hồ nước cuồn cuộn, vu xuyên tất cả đao quang cũng tận số bị tạc thành một mảnh không có, bây giờ không có vũ khí, nếu không thì chúng ta thử lại thử một lần nắm đấm của ai cứng rắn, Tiêu Viêm lúc này khóe miệng ngậm lấy mỉm cười tựa như hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay dáng về đồng dạng, nội tình dường như đang tiêu viêm ở đây, chưa bao giờ có cái gọi là nghiền ép, bây giờ ngược lại tốt giống Vu Xuyên thực lực tại tiêu viêm phía dưới đồng dạng, mà Vu Xuyên cũng chưa từng nghĩ đến, trong tay tiêu viêm át chủ bài như thế nhiều, lại cường đại như thế, hắn chuôi này từ khí trường đao cũng là thượng đẳng phẩm chất, chấn kim hàm lượng cũng là cực cao, thế nhưng đều là trong nháy mắt đã biến thành hai nửa. Tiêu Viêm lúc này đem Bát Hoang Huyền Trọng Xích một lần nữa vác tại sau lưng, nhìn xem một màn này, Vu Xuyên hơi chậm lại, dùng thước người vì số không nhiều lại mạnh mẽ như vậy đã ít lại càng ít hồng mông tinh một trận chiến mọi người đều biết tiêu viêm đại danh cũng là sớm đã viễn dương thân hình thon dài lại người mang trọng xích lại đắc tội đấu thần liên minh mà rơi xuống thiên kiêu vu sơn nhìn xem một thân áo bào đen lại thân ảnh thon dài cũng là người mang trọng xích đặc thù đổ cũng giống như bất quá đấu thần liên minh sớm đã tuyên bố tiêu viêm đã vẫn lạc bỏ đi ý nghĩ này sau đó vu sơn đây mới là ngưng trọng nhìn xem tiêu viêm hắn quả nhiên là cầm trong tay gảy mất trường đao thu hồi ánh mắt nhìn về phía xiết quả đấm tiêu viêm vu sơn đôi mắt trong lúc triển khai tử khí bốc lên hơn nữa thất khiếu bên trong cũng là toát ra tử khí cả người cơ bắp đều là đột nhiên nâng lên rõ ràng cũng là một loại nào đó rèn thể chi thuật vu thần bảy đạp vu sơn quát chói tai một tiếng cước bộ chính là đột nhiên hướng về phía trước đạp mạnh tràn ngập nổ tính sức mạnh khoảnh khắc tại tiêu viêm đỉnh đầu nổ tung bất quá lúc này tiêu viêm sớm đã chuẩn bị kỹ càng Song quyền bên trong nắm vuốt hơn 10 đạo không sợ hỏa liên, đối với cái này Tiêu Viêm cũng không dám sơ suất, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, hỏa diễm ở tại khe hở bên trong bộc phát ra, biển lửa lan tràn ra, đối mặt Vu Sơn đệ nhất đạp, Tiêu Viêm một quyền đánh đi lên, không sợ hỏa quyền, bành bành bành, một cao một thấp, Vu Sơn bàn chân tử khí như đuốc, thanh thế hùng vĩ, toàn bộ hồ nước đều lại sôi trào, Tiêu Viêm cũng là đồng dạng không tầm thường, không sợ hỏa quyền cũng là Tiêu Viêm thi triển nhiều nhất đấu kỹ, hơn nữa biến hóa nhiều, lại thêm oanh thần tí gia nhập vào, cơ hồ là nhường Tiêu Viêm đấu kỹ này như hổ thêm cánh có thể tích lũy năng lượng oanh thần tí, Tiêu Viêm Cua muốn nắm đấm càng nhiều, đánh ra sức mạnh càng nhiều, như vậy oanh thần tí mà có thể bộc phát ra càng mạnh uy lực, lại không có hạn mức cao nhất, Vu Xuyên công kích vẫn như cũ bị Tiêu Viêm cho ngăn cản được, Vu Xuyên lúc này sắc mặt càng thêm âm trầm, bởi vì hắn phát hiện, công kích của hắn tự hồ đối với Tiêu Viêm tới nói, nhưng không có cái gọi là nghiền ép, Tiêu Viêm càng là toàn bộ đều có thể đỡ được, đệ nhị đạp, Vu Xuyên lại lần nữa là quát chói tai một tiếng, không có cam lòng, dù vậy hắn vẫn như cũ không tin Tiêu Viêm bằng vào nhị tinh đấu thần lại là đối thủ của hắn, cước bộ lại lần nữa bước ra, cái này đệ nhị đạp rõ ràng so đệ nhất đạp uy lực càng mạnh hơn tiêu viêm lúc này cũng là hàm răng cắn chặt trong lòng bàn tay không sợ hỏa liên cấp tốc ngưng kết làm vu xuyên đệ nhị đạp gào thét tới thời điểm tiêu viêm không sợ hỏa quyền cũng là ứng thanh mà lên năm ngón tay nắm chặt hỏa diễm đều bộc phát ra như vậy thanh thế cũng là tương đương hạo đáng toàn bộ hồ nước tại hai người công kích sôi trào cái gọi là dầu sôi lửa bỏng không tan là bởi vì cả hai cân bằng là một phương ở vào hoàn toàn nghiền ép thời điểm không tan cũng phải tan tiêu viêm biển lửa cũng là như thế cho dù hồ nước sôi trào nhưng mà đối với hắn hỏa diễm tới nói nhưng là không có nửa điểm ảnh hưởng, chỉ là phát ra suy suy vang dội âm thanh, phanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, cơn bão năng lượng một vòng một vòng không ngừng khuếch tán ra, nhìn thấy vẫn như cũ thế quân lực địch vu xuyên, ánh mắt bên trong đã là hiện đầy tơ máu, ta cũng không tin, ngươi có thể tiếp được ta bảy đạp, cho đến nay không ai có thể tại ta bảy đạp phía dưới mạng sống, vu xuyên quát âm thanh quát chói tai, đệ tam đạp, đệ tứ đạp, đệ ngũ đạp, vu xuyên trên người nguyên khí không giữ lại chút nào đều thả ra, mỗi một đạp đều phải càng mạnh hơn một phần, Tiêu Viêm lúc này trong tay chảnh chứ không sợ hỏa liên cũng một lần sau một lần nhiều, tiêu hao cũng là tương đương cực lớn, đệ lục đạp, Vu Xuyên lại lần nữa gầm thét một tiếng, toàn thân nguyên khí đều rất giống tại tê rít gào, đều phun trào mà ra, cái này đạp mạnh cũng giống như đã dùng hết Vu Xuyên tất cả khí lực, cái chán nổi gân xanh, cả người cơ bắp đều ở đây run rẩy, nguyên khí ngưng tụ ra màu tím dấu chân hướng về Tiêu Viêm bao phủ xuống, Tiêu Viêm lúc này cũng là muốn chặt răng quan, cái này đạp mạnh uy lực không tầm thường, Tiêu Viêm cũng không thể không xem trọng, nhíu mày ở giữa, nắm đấm bên trong đã là cầm gần 30 đạo không sợ hỏa liên, Chiếu Tiêu Viêm thực lực bây giờ cùng lực lượng cơ thể, 30 đạo không sợ hỏa liên đã không thiếu, cực hạn hẳn là miễn cưỡng có thể lên 40 đạo, bất quá như vậy với hắn mà nói, chỉ sợ cũng phải chịu đến không nhỏ lực phản, dù sao Vu Xuyên Tam Tinh đấu thần thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp, nội tình bên trên bộc phát ra uy lực như vậy, cũng không kỳ quái, mà Tiêu Viêm lúc này nhưng là nhíu mày, tại Tiêu Viêm xem ra, Vu Xuyên nếu như chỉ có bực này, sức chiến đấu quả thực nếu như hắn có chút thất vọng, đương nhiên Tiêu Viêm như vậy thất vọng cũng không phải là đánh chưa đủ nghiền, mà là cảm thấy thực lực như vậy thật sự có thể cam đoan tiểu y tiên, ở nơi này thần tích ở trong có thể bình yên vô sự sao, hoặc có lẽ là, vạn ma điện bên trong, còn có so vu xuyên mạnh hơn tồn tại, chỉ là chưa từng ra tay mà thôi, khả năng này phải xem tiểu y tiên tại vạn ma điện bên trong phần lượng, bất quá chiến thắng vu xuyên phía sau, ngược lại có thể ở tại trong miệng biết được một hai, tay cầm 30 đạo không sợ hỏa liên tiêu viêm, không sợ hỏa quyền lại lần nữa oanh ra, hai người chiến đấu lộ ra đơn giản phổ thông hoàn toàn chính là lực lượng cơ thể cùng nội tình ở giữa so đấu, Vu Xuyên tử khí dấu chân cùng Tiêu Viêm bốc lên hỏa diễm nắm đấm hung hăng đánh, vào cùng một chỗ, nhìn ra, Vu Xuyên thi triển cái này Vu Thần Bảy Đạp cũng có chút tốn sức, Tam Tinh Đấu Thần liền chút thực lực ấy sao? Tiêu Viêm lại lần nữa tiếp nhận Vu Xuyên đệ lục đạp, cả hai va chạm sau đó, Tiêu Viêm vẫn như cũ chưa từng rơi vào hạ phong, đệ thất đạp. Vu Xuyên không cùng Tiêu Viêm có nửa điểm nói nhảm, hắn thấy, Tiêu Viêm bây giờ bất quá giống kích động hắn mà thôi, hắn không tin một cái nhị tinh đấu thần có thể cùng hắn liều mạng nội tình, đệ thất đạp chính là cuối cùng đạp mạnh, Vu Xuyên lúc này khóe miệng cũng là ngậm lấy tiên huyết, cả người thần chi nguyên khí càng là phun trào mà ra tại tăng thêm phía trước bị tiêu viêm tiêu hao nguyên khí trong cơ thể hắn nguyên khí cũng là dùng hơn phân nửa cho nên vu xuyên cũng có chút gấp gáp rồi tiêu viêm kỳ thực có thể trực tiếp dùng rượu sụp đổ liền có thể tránh đi vu xuyên cuối cùng này đạp mạnh bất quá tiêu viêm cũng không tránh né bởi vì tiêu viêm muốn nhìn một chút cực hạn của mình thái cổ thần lôi thể chưa đại thành cần càng nhiều sức mạnh đi kích động thân thể của mình chỉ có đi nếm thử cực hạn mới có có thể tiến bộ bất quá đối với thái cổ thần lôi thể tu luyện tới nói cần một mảnh lôi hải nhưng bây giờ cũng là đối với mình lực lượng cơ thể khảo nghiệm 40 đạo 50 đạo, không sợ hỏa liên tại tiêu viêm bàn tay ở trong cấp tốc ngưng kết, cùng lúc đó tiêu viêm oanh thần tí cũng là chuẩn bị ổn thỏa, cùng Vu Xuyên liên tục chống lại sau đó, oanh thần tí đã tích toàn đầy đủ lực lượng, nếu là phối hợp 50 đạo hỏa liên không sợ hỏa quyền, uy lực của một quyền này khó mà tin được, kèm theo Vu Xuyên đệ thất đạp, tiêu viêm cũng là năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, hỏa diễm tựa như biển, từ hắn khe hở bên trong bộc phát ra, Oanh thần tí cũng là tại lúc này cơ bắp cổ động, từng khúc cơ bắp ở trong phẳng phất đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ bạo phá chi lực, đi chết đi. Vu xuyên quát chói tai một tiếng, đồng dạng tiêu viêm ánh mắt cũng là một mảnh rét lạnh, hàm răng quan trọng đối mặt Vu xuyên đệ thất đạp một quyền cuốn lấy hỏa diễm lập lòe tia lôi dẫn đột nhiên oanh kích mà ra, cả hai thanh thế đều là thật lớn vô cùng, hồ nước bị nghiền ép ông ông tác hưởng hướng về bốn phía đè ép mở, từng khúc hồ nước đều là tại cả hai bạo phát tính sức mạnh phía dưới đều nổ tung, cho dù tại hồ nước phía dưới vẫn như cũ có thể nhìn thấy hồ nước tạo thành thủy chiều hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ toàn bộ hồ nước một mảnh chấn động phía dưới tất cả nước bùn tức thì bị khuấy động ra làm cho hồ nước trở nên dị thường vẩn đục nhưng kể cả như thế vẫn như cũ có thể nhìn thấy trong hồ nước hai đạo không phải ngươi vốn liền là ta chết thân ảnh hung hăng đánh vào nhau ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời cái kia nặng nề lại rung động âm thanh lập tức khoách tán ra ánh lửa cùng tử khí điên cuồng lan tràn chỉ thấy vu xuyên tại thượng một mảnh hồ nước đều tràn ngập hắn từ khí mà tiêu viêm tại hạ nhưng là biển lửa đan sen tia lối dẫn nhưng giữa hai người ngăn được lại chỉ giữ vững bất quá ba hơi thời gian tiêu viêm lúc này ánh mắt ngưng lại bờ môi nhẹ nhàng khiêu động oanh thần tí, cái kia nguyên bản nổ tính sức mạnh bỗng nhiên ở giữa, lại bạo phát ra một cỗ lực lượng mạnh hơn, áp chế hoàn toàn tính chất sức mạnh, trực tiếp đem Vu Xuyên tử khí dấu chân đánh nát. Vu Xuyên lúc này cũng chưa từng phản ứng lại, nhưng trong mắt đã là hiện đầy vẻ kinh hãi, thân hình lui về phía sau bắn ngược, nhưng lực lượng cường đại làm hắn tránh cũng không thể tránh. Tiêu Viêm quyền trên đỉnh tất cả lực lượng đều hướng về Vu Xuyên bao phủ tới, chỉ một thoáng biển lửa cùng tia lôi dẫn trong nháy mắt liền đem Vu Xuyên thân ảnh hoàn toàn thôn phệ. Hồ nước lần này hoàn toàn sôi trào, Giống như đã biến thành nóng bỏng dâng nước đồng dạng, ung ục bốc lên bọt khí, biển lửa cùng tia lôi dẫn thật lâu mới là chậm rãi rút đi, rầm rầm rầm, trong hồ nước nổ tung một dạng sức mạnh hình thành hồi âm bên tai không dứt, không biết qua thật lâu mới là dần dần tán đi, mà Tiêu Viêm biển lửa cùng tia lôi dẫn càng là kéo dài sau một hồi lâu, mới là dần dần tán đi, lúc này Tiêu Viêm đã thu hồi nắm đấm, thẳng tắp mà đứng, ánh mắt bình thản nhìn xem tản đi trong biển lửa, cái kia một đạo như ẩn như hiện thân ảnh, như thế nào, có thể, một cái nhị tinh đấu thần, ngươi dựa vào cái gì? Lúc này Vu Xuyên vẫn không có nghĩ rõ ràng mình là như thế nào bị đánh bại, ngươi vì cái gì lưu thủ? Vu Xuyên lúc này chậm rãi nhìn về phía Tiêu Viêm, tại nơi một cái chớp mắt trong công kích, Vu Xuyên đã cảm thấy sinh mệnh mình nhận lấy sự uy hiếp mạnh mẽ, nhưng mà rõ ràng Tiêu Viêm cố ý đánh chật một chút, cũng chính vì như thế, Vu Xuyên cũng không chịu đến chí mạng thương thế, ngươi nên biết được, ta muốn giết ngươi, hiện tại đã chết, nhưng vì cái gì lưu tính mệnh của ngươi, ngươi không cần biết được, hôm nay phát sinh một chuyện coi như chưa bao giờ phát sinh qua, đến nỗi lần này phương tồn tại lục sắc lưu ly nguyên khí, hai người chúng ta chia một nửa tiêu viêm ánh mắt bình thản nhìn xem vu xuyên chậm rãi nói vu xuyên ánh mắt híp lại hắn cũng thực xem không rõ trước mắt nam tử này trong lòng đến cùng đang suy tư điều gì hắn ôm ý quyết giết cái sau nhưng là hết lần này tới lần khác muốn về phần tính mệnh người nếu muốn để cho ta trở thành ngươi đội ứng vậy ta thà bị hôm nay chiến tự ở đây vu xuyên hàm răng khẽ cắn lúc này thân thể của hắn cùng với trong cơ thể thần chi nguyên khí đã không đủ để trèo chống hắn lại cùng tiêu viêm đấu hơn nữa lúc này vu xuyên trong lòng cũng là thanh trừ trước mắt nhìn chỉ có nhị tinh đấu thần thực lực nam tử này thực lực chân chính là hắn không cách nào tưởng tượng thi triển át chủ bài là hắn chưa từng thấy qua hơn nữa có cường đại uy lực làm hắn căn bản là không có cách cùng chống lại tiêu viêm thủ hạ lưu tình làm hắn cảm thấy mình lúc này cũng như một cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng ta nói qua chuyện hôm nay chưa bao giờ phát sinh qua lục sắc lưu ly nguyên khí hai người chúng ta đều cầm một nửa tiêu viêm đã đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía phía dưới cái kia một đôi xanh biếc đôi mắt như ẩn như hiện tiêu viêm không còn đi để ý tới vu xuyên mà vu xuyên cũng là cười khổ một tiếng sau đó ngồi xếp bằng xuống trước tiên khôi phục một hai tiếp tục đáy hồ chìm xuống ngăn lại đến rồi đáy hồ rơi xuống dưới đáy sau đó chính là có mấy đạo khí tức trong nháy mắt phong tỏa tiêu viêm tiêu viêm khẽ cho mày bất quá tiêu viêm linh hồn chi lực tản ra chính là phát hiện những khí tức này thực lực cũng không tính rất mạnh cho nên cái này sát ma đằng hẳn là cường lực nhất một đạo bảo đảm ảm đạm dưới hồ phương nhưng là lờ mở có thể nhìn thấy một chút tia sáng hư 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 trong hồ nước chuyển đến bạo lướt thanh âm mấy đạo bóng đen gào thét mà đến trong bóng tối tiêu viêm đôi mắt đóng mở vòng ánh sáng trong mắt nổi lên quang mang trói mắt chỉ một thoáng phẳng phất đem toàn bộ đáy hồ chiếu sáng làm cho phía trên cách đó không xa ngồi xếp bằng vu xuyên cũng may là nhắm mắt ngồi xếp bằng dù vậy nhắm mắt lại cũng là cảm thấy trói mắt mở mắt ra một cái chớp mắt chính là thấy rõ phía dưới cái này xem xét vu xuyên từ cao vãng phía dưới nhìn càng tinh tường tiêu viêm lúc này cũng là nhíu mày bởi vì này xem xét không quan trọng phía dưới càng là rậm rạp chẳng chịt trứng mà xẹt qua bóng đen nhưng là thân hình mười mấy trượng giáp xác ma trùng loang lổ vỏ lưng nhìn chính là có kịch độc hơn nữa rượu sụp đổ tựa hồ đối với bọn chúng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn ở đây số lượng không có hơn vạn cũng có mấy ngàn số lượng khổng lồ cũng sẽ có không tầm thường tiêu viêm thân hình trực tiếp nhô ra không sợ hỏa quyền đã chuẩn bị trở thành những thứ này giáp xác ma trùng lại lần nữa gào thét mà tới tiêu viêm thân hình cũng là hóa thành từng đạo tàn ảnh tiếp theo một cái chớp mắt chính là trông thấy biển lửa tại đáy hồ lan tràn ra dưới nắm tay những thứ này giáp xác ma trùng cứng rắn giáp xác cũng là sinh sinh bị oanh nát phanh bị tiêu viêm đánh nát một con giáp xác ma trùng nổ thành dòng máu màu xanh lục lập tức hồ nước cũng là phát ra suy suy âm thanh tiêu viêm vội vàng lui về phía sau lui nhanh những thứ này giáp xác ma trùng huyết dịch càng là có kịch độc bất quá đối với độc tố hỏa diễm là phương pháp giải quyết tốt nhất cái này giáp xác ma trùng không tệ nhưng cũng may là mỗi một cái thực lực cũng không tính cường hãn có kịch độc huyết dịch tiêu viêm hỏa diễm có thể đem hắn tịnh hóa nhưng lúc này thêm ở dưới những thứ này, trứng trùng tự hồ toàn bộ đều tại cái thứ nhất giáp xác ma trùng bị giết sau đó, toàn bộ đã bị kinh động, phóng tầm mắt nhìn tới, trứng trùng bên trong nổi lên rậm rạp chẳng chịt lục sắc ma nhãn, Tiêu Viêm lập tức nhướng mày, mặc dù một cái giáp xác ma trùng không đủ để tạo thành uy hiếp, đến lấy hàng ngàn hàng vạn cái giáp xác ma trùng vậy thì chớ bàn những thứ khác, cùng lúc đó, Tiêu Viêm giết chết một cái kia giáp xác ma Trùng dòng máu màu xanh lục bị đốt cháy sạch sẽ một cái chớp mắt, chính là trông thấy nơi đó lơ lửng một đạo hiện ra lục sắc lưu ly nguyên khí, Tiêu viêm vẫy tay một cái liền đem đạo kia lục sắc lưu ly nguyên khí cho bỏ vào trong túi. Bất quá dù vậy, cái này khổng lồ giáp xác ma trùng nhóm Tiêu viêm một người cũng là tuyệt đối khó mà toàn bộ đối phó. Lúc này Tiêu viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vu Xuyên, vấn đạo cần bao lâu có thể khôi phục? Ta một người không giải quyết được, ngươi được đến giúp đỡ. Một nén nhang, Vu Xuyên hồi đáp, Tiêu viêm chính là không có ở nói nhảm, mà là lấy ra bát hoang huyền trọng xích, dùng vũ khí đối phó những thứ này, cứng rắn sát ngoài hiệu quả tự nhiên là muốn tốt hơn nhiều. Ngũ trọng chấn thiên thước, theo Tiêu viêm quát chói tai âm thanh chính là trông thấy hắn bá đạo thân ảnh đâm vào trùng trồng ở trong xích ảnh gào thét phanh 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 chỉ thấy từng cái giáp xác ma trùng bị tiêu viêm đánh nát dòng máu màu xanh lục suy suy vang dội tiêu viêm biển lửa tràn ngập bốn phía từng đạo lục sắc lưu ly nguyên khí không ngừng bay vào tiêu viêm trong tay cùng lúc đó đáy hồ dày đặc trứng trùng giáp xác ma trùng phá trứng mà ra công kích tiêu viêm cũng là càng ngày càng nhiều làm tiêu viêm dần dần có chút gọi không tới rượu sụp đổ cùng lúc đó tiêu viêm trong mắt vòng ánh sáng hiện lên một chùm mãnh liệt vô cùng tia sáng trong nháy mắt bạo kích dựng lên trong bóng tối tiêu viêm hai mắt giống như hai bó laser đồng dạng bắn phá bốn phía, lại lần nữa biến thành như mặt trời giữa trưa đáy hồ, sao động giáp xác ma trùng cũng là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, Tiêu Viêm có thể ngắn ngủi khe hở thời gian, cấp tốc ngưng tụ ra mấy chục đạo không sợ hỏa liên, trong nháy mắt thả vào trùng trồng ở trong, ầm ầm, nổ kịch liệt tại đáy hồ khoách tán, vô số giáp xác ma trùng bị tạc phân tán bốn phía mà bay, thậm chí có một chút trực tiếp bị tạc nát, bất quá nhưng là số ít, không sợ hỏa liên uy lực tất nhiên cường đại, nhưng mà cái này giáp xác ma trùng đẹp cũng là cực kỳ hung hãn, hơn nữa tựa hồ theo thời gian trôi qua, những thứ này giáp xác ma trùng đẹp lại còn ở trên mạng để thăng đáng chết càng là tại thích ứng công kích tiêu viêm cũng là phát giác bởi vì này chút giáp xác ma trùng càng ngày càng khó giết mà lúc này vu xuyên nhưng là không thấy bất cứ một thứ gì tiêu viêm rượu sụp đổ càng là làm hắn tối thui ngắn ngủi lúc này tiêu viêm sấm chớp mưa bão thương cũng là nhao nhao dùng tới bất quá vu xuyên đều là không có trông thấy chờ hoàn toàn có thể nhìn thấy thời điểm chính là trông thấy tiêu viêm vẫn tại huyết chiến lại đấu kỹ tầng tầng lớp lớp hắn chẳng lẽ cùng ta chiến đấu căn bản là chưa từng sử dụng bao nhiêu thần chi nguyên khí, Vu Xuyên lúc này trong mắt một mảnh vẻ mờ mịt, còn tại sừng sốt cái gì, mau lại đây hỗ trợ, lúc này Tiêu Viêm quát chói tai thanh âm chính là truyền đến, Vu Xuyên vội vàng đứng lên, hùng hục cũng xông vào đáy hồ. Đến đây mình xin khép lại tập này, cảm ơn các bạn đã xem hết video, nếu hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và cũng đừng quên comment góp ý những ý kiến đóng góp của các bạn nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.